ca tàng buồn nhã pha lăng mây hằng sập bề pha ghi pha hoàn tu tề về tăng ca tăng su quy đi tăng định năng quỳnh nhã pha lăng ma già về cha ta tha na cha nan ti đề qua gần tòa ni huệ đa dùng sập bề lô cầm hi về sẵn ta trì quan ta hà ra hề tu ca ma nhuận năng phù cha năng sập bề la phàn tu ma ma chê ta xà ti phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo uẩn bền có thể tiếp chung độ lên thiên đàng cung trời đao lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tượng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an phước con hồi hướng dân ban chúng sanh hay biệt hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lợi cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mặt ngay có người làm phước được rồi lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước báo cúng dường hóa thành thực phẩm mùi hương tỏa lòng. Dạ con thấy Ngài Liễu Tông đã vào đạo tràng rồi, con kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông ạ. Dạ dạ cũng còn giờ dạ, con xin đọc kinh Từ Bi. Karani yamatha kusale na yang tang sang tang ba đăng Afisamekya sakho uchu chasu chu chasu vat yo Chạch samu do anati ma ni tut sa cô chế su pha rô chạp bát kỳ đô sa sàn la hô ca vụt tí sàn tình ri dô chá ni ba cô chạp ba gá phô cú lệ su a na nô gích thô na cha khuất đàn sa ma cha rệ kinh chi dệ na quỳnh nhu ba rệ u ba qua đầy su khi nô qua khề mi nô hồn tu sắp bệ sạch ta pha hoành tu su khi tách ta về kề chi bà na phù tách ti ta xa hoa tha hoa ra hoa na hoa xê xa đi ca hoa về ma hành ta hoa mạch chi mà rạch xa ca anu ca thù là đích tha hoa về hoa đích tha về cha đủ rồi hoa sanh ti a quy đủ rồi phù ta hoa sanh pha huệ si và sập bệ sạch ta pha hoành tu su khi tách ta na ba rồ ba rằng ni cúp bệ tha nhà ti mệnh nhề tha cách tha chi năng cành chi già rồ sa na ba ti kha sành nhà nành nha mệnh nhạc sa đúc ca mít chì gia mà ta gia tha ni dằng bụt tăng a du sa ê ca bút Tamanurak khe e vam bi sap ba phù tề số ma na sang pha qua về abari ma năng met tình cha sap ba lô cách mình ma na sang pha qua về abari ma năng ut thằng a thầu cha ti ri dần cha a sam ba thằng a huệ rằng a sa bát tăng tịch thằng cha rằng ni sinh nô hòa sa già nô hòa già hòa tát sa quy ga ta mít thô ê tăng sa tình a thích thầy giáp rằm mê tăng quy hà rằng y tha mà hô địch thình cha nô ba gầm ma xì la hòa đát sa nề na sâm bàn nô cà mê su quy này gia ghề thằng
Nai cha tu gặp ba sĩ dằn vua na rệ tỳ tỳ y đằng qua ta mê buồn nhằn à sa quá kha già qua hàng hồ tu tất cả phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Dạ con đã xong phần lễ bái Tam Bảo thọ trì quý giới. Dạ con xin kính đảnh lễ ngài Ly Tông, Liễu Tông. Dạ con xin sám hối. Dạ con xin dâng lại cho đạo tràng ạ. Dạ sa thú kính cảm ơn chị Metta đã thay mặt đạo tràng để bái Tam Bảo và thọ trì vi giới. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Và cảm ơn Trần Đạo cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ ngài Liễu Tông cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào Xích Kim, kính chào Samma Sati, kính chào Đa Xá Na, kính chào Diễm Nguyễn, kính mến chào Xích Quang Nguyệt Nguyệt, mến chào Như Quang, kính chào La Ri Đê, kính chào bé Châu, kính chào Pháp Nhiệm Màu, kính chào Phật Pháp Hai Mục Kính, mến chào Xích Trần Đạo, kính chào Tam Quý, mến chào Thi Lâm, mến chào Trang Thư, kính chào Giang Nhật Hà và kính chào Nguyễn Hằng, kính chào Ancido, kính chào Nguyên Trần 77, mến chào chị Meta. Trần Đạo ơi, Trần Đạo có thể thay mặt đạo tràng cung thỉnh Pháp Sư trước khi ngài Diệu Tông lên giải đáp thắc mắc về Phật Pháp không Trần Đạo? Rồi mời Trần Đạo thay mặt đạo tràng cung thỉnh Pháp Sư nha. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Còn kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, kính lễ quý bà quý cô tu nữ, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Nhật Quỳnh và chị Nên Ta cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô ta sa pha ga va to a ra a to sa ma sa mu ta sa Nam mô ta sa pha ga va to a ra a to sa ma sa mu ta sa Nam mô ta sa pha ga va to a ra a to sa ma sa mu ta sa Brahma chaloka dipati sahang bati katang chali angthi warang aya chatha Santi tha satappa rajap khaja tika desetu thammang anukam bimang bacang Satthamma berin vinayang chakayang sutang cha pandang abitham macamang Ako tayang to satusak cadang dang Bapo thaneye barisan yamanche Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng nghỉ hơi, biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm giường lộc giả ngày dời chơn sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thói không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân khổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cỡ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ, con đã thỉnh Pháp Sư xong ạ, và con xin gửi mic lại cho chị Nhật Quỳnh điều hành chương trình nha chị. Dạ, xin mời bàn tay của chị Nhật Quỳnh. Dạ sa thú kính cảm ơn Trần Đạo rất là nhiều. Nam mô Bích Tha giá. Dạ cảm ơn Trần Đạo cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha giá. Con xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con cung thỉnh ngài Liễu Tông thử âm thanh trước khi chúng con có những câu hỏi ạ. Nam mô Bích Tha giá. Con kính dâng mít đến ngài.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Buddhaya. Kính bạch Chư Tổ Mẹ và kính thưa chư cận sinh Nam cư sĩ trong đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng đức tiếng chúng tôi rõ. Nói với xã thú cô Nhật Quỳnh đã nhận được món quà do cô Phạm Dượng đem tới hôm ngày chủ nhật vừa rồi. Xã thú Nam mô Phật Thầy dạ. Dạ xã thú đành thay con thành kính tri ân ngài đã hoan hỷ nhận quà của con. Dạ con rất là tri ân ngài. Dạ Nam mô Phật Thầy dạ. Nhật Quỳnh kính chào Huynh Khoan Quang Liêm vừa vào đạo tràng. Dạ con thành kính lãnh lễ ngài Tri Đức vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ Nhật Quỳnh kính mời quý vị có thể đưa những bàn tay và cũng có thể có những câu chích chát có sức trần đạo hôm nay làm thị giả cho ngài. Dạ kính mời đạo tràng đưa bàn tay lên. Nhật Quỳnh xin nhường mic hoặc có những câu chích chát thì có trần đạo làm thị giá cho ngài. Dạ kính mong đạo tràng hoan hỷ đưa những bàn tay xinh đẹp cũng như đưa những câu chết chát lên ạ. Dạ con xin chưa có bàn tay cũng như chưa có câu hỏi. Dạ con xin dạ con xin hỏi một câu trước ạ. Dạ Nhật Quỳnh kính mời quý vị nha. Dạ Nhật Quỳnh chỉ có thể hỏi được vài câu thôi. Dạ dạ bạch ngài, con nghe bài pháp mà về cúng về giới thì ngài cho con hỏi này, trong cuộc sống hàng ngày của con tiếp cận với nhiều người thì con thấy có người thì người ta cũng đối với những vị trưởng lão, những vị lớn tuổi thì người ta cũng xưng hô cũng một cách rất là cung kính, nhưng mà cũng có những người là người ta đối với những bậc trưởng thượng hoặc đáng cô, đáng chú, đáng anh, đáng chị thì người ta cũng xưng hô một cách rất là bình thường, không có cái gì gọi là tôn ti. Ví dụ như gặp một cái gia đình kia thì mình vô nhà mình không biết là ai là chị, ai là em, ai là anh gì hết, người nào cũng mày tao hết. Dạ thì bạch ngài, mình một người Phật tử như chúng con, mình có phải tập cái cách xưng hô sao để cho gọi là có pháp cung kính không bạch ngài, hay là mình cứ kệ cứ nói vậy nhưng mà trong lòng mình có cung thành được rồi. Dạ con kính dân bích đến ngài, ngài chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Bích Hai dạ. Nam mô Phật Thầy dạ, kính bạch Chư Tôn thì dạ, kính thưa chư quý vị, và cung kính thì nó phải biểu lộ là thần khẩu ý, chứ còn nếu mà nó không biểu lộ thần khẩu ý thì mình cũng khó nói họ có cung kính hay không. Nhiều khi họ cái miệng họ nói ngọt nhưng mà cái tâm của họ không có được vui vẻ với những ngôn từ mà họ sử dụng cho lắm, thì như là ngoài mặt thì vậy nhưng mà trong bụng thì khác. Đối với người cư sĩ Phật tử đó, mình cung kính phải qua thần khẩu ý đàng hoàng. Mình gặp người lớn thì phải có cách xưng hô cho nó đúng, phải có cái thần lên phải cho nó bày tỏ được cái sự kính trọng đối với người. Vì để Chư Tăng đó, Đức Phật dạy Chư Tăng gặp nhau thì người nhỏ gọi người lớn là tôn giả, hay tiếng Bali là Pante. Người lớn gọi người nhỏ là A Phú Sổ, tức là người có tuổi đó, tức là mình dịch là hiền giả, tôn giả hiền giả đó. Thường thường Chư Tăng gặp nhau đầu tiên là hỏi trước, hỏi ngài bao nhiêu hạ. Rồi nếu mà thường thường là trên ba hạ đó, cao mình trên ba hạ thì đảnh lễ bằng cách quy xuống đàng hoàng. Còn nãy lớn hơn một hạ, hai ba hạ thì có thể chấp tài xá một cách thành kính mà thôi, chứ không cần phải là đảnh lễ. Đó là những cái chuyện mà mình thấy vậy thì mình cũng vậy. Mình đối với đó thì mình khi mà cái tâm mình có sự cung kính thì cái thân mình nó mới
biểu lộ được cái sự cung kính, và cái miệng mình là nó nói ra cái lời nó tương đối nó nhu mẹ nhu mì và nó mềm 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 mỏng. Chứ còn nếu mà ngoài nó nói mềm mỏng mà cái mặt mình nó khó chịu, hay cái tức là cái thân của mình nó biểu lộ thân nó khó chịu hay có những hành động khác đó, thì cái đó không thể gọi là cung kính được. Sự cung kính là phải biểu lộ và khẩu ý đàng hoàng, chứ không phải giống như là mình mà lịch sự ngoài đời, thì cái chuyện đó không nên đối với một cận sinh nam cận sinh nữ. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ sa thú con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Dạ Nhật Quỳnh một lần nữa kính mời đạo tràng ạ. À, mời quý vị có thể đưa những bàn tay cũng như có những câu chết chát ạ. Dạ sa thú kính mời chị Metta. Dạ Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con kính đảnh lễ ngài Liệu Tông, kính đảnh lễ ngài Tri Đức. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Con có câu hỏi như thế này ngài. Dạ bạch ngài, con nghe quý ngài nói là thân hữu của vua Bình Sa Dương trước kia vì tội là ăn trước chư tăng, khi cúng dường mà ăn trước thì đọa tới 91 kiếp. Thành ra con xin ngài giảng giải cho con trường hợp của con, thí dụ như con đi đặt bát cho chư tăng mà con nấu thức ăn rồi con nấu xong rồi con có để lại một phần thức ăn cho gia đình con rồi con mới đem đi cúng dường, thì như vậy là con gọi ăn trước không bạch ngài? Hoặc là con nấu rồi con nêm nếm thì coi nó mặn lạc hay nó vừa ăn hay nó như thế nào đó, thì con cũng nếm cẩn thận là con múc ra cái chén hay múc ra cái muỗng gì con nếm xong rồi con thức ăn đó con mới đem đi cúng dường. Và nhất là cái mà con có để lại một phần thức ăn hoặc là một số trái cây con mua đem đi rồi con có dành lại một phần cho gia đình con, thì như vậy con có phạm cái tội là ăn trước hay không? Dạ bạch ngài, xin ngài giảng giải cho con. Nam mô Phật Thầy Gia Kinh Bạch Chị Tông Hiền Gia Kinh Đưa Chị Quý Vị. Thật sự nên em nếm nó cũng có cách, ví dụ giờ mình nấu, bây giờ mình quyết định mình nấu để mình bị dân cúng cho chư tăng hay hoặc là mình dân cúng tăng mình ăn luôn trong đó con ra. Nhưng mà cái cách đó là thì mình có thể mình nêm nếm, nhưng mà đừng bao giờ mình thọc cái dĩa muốn mình nêm nếm là mình thọc trở lại, nên thay đổi cái cách mà làm đó. Ví dụ mình nếm xong rồi cái mình thôi, hoặc là bể lấy cái muỗng khác, ví dụ muốn quậy muốn gì đó. Cái thứ hai xong xuôi rồi đó là mình múc để riêng cho chư tăng, mình muốn dựng chư tăng bao nhiêu đó không biết, múc cái đó mình để riêng. Rồi phần còn lại khi nào mình ăn mình ăn, hay là phần còn lại mình để dành mình ăn, thì chuyện đó nó không quan trọng. Đừng có nghĩa là để cái quả bên nhau không biết, nghĩa là nó không có thứ tự đó. Nhiều khi cái trò cái mình để dành để mình cúng chư tăng mình quên, hay là nhỏ nó tào lao đó, thì cái đó mới là phiền phức ha. Thật sự chư tăng thì quý vị nó nấu mặn lạ thì chư tăng cũng đâu có khe đâu. Đừng có quan trọng cái chuyện đó, quan trọng cái là làm sao để cho nó được sạch sẽ, theo có vệ sinh đó, mình nói có vệ sinh cho nó dễ rồi mình để riêng đó nha. Tốt nhất là thợ bên Thái thường đó họ nấu rồi đó, họ nấu thường họ nấu xong họ múc ra để cái đó dành cho tăng, thường ít họ ít có nêm nếm, Thái nó ít lên nêm nếm, nó không có lịch sự giống như mấy chỗ khác. Để rồi cái phần còn lại đó họ muốn ăn gì thêm họ thêm vô, ví dụ muốn mặn thêm hay lạc ngọt gì họ thêm vô phần đó họ nấu hoàn riêng. Còn phần mà họ nấu cho chư tăng là họ nấu một tương đối nó thiên nhiên chút, rồi cái họ múc ra để dành ngoài để sáng là đem rồi họ dâng cho chư tăng rồi không có sợ. Còn cái chuyện mà liên quan tới đồ của chư tăng mà những cái người mà không có để ý đó, nhiều khi ví dụ khách tới nhà mình
đồ đó mình để dân ta, mình để lên đó khách không biết là tự mình nấu cho khách thì nó cũng đường tay nó khều nó thử cái đó thì nó không có hay nha. Thì cái đứa đó là chứng tỏ là không có sự kính trọng nó mới đưa tới cái hậu quả khác mà thôi. Còn mình đi làm gì cũng vậy, cái để cho nó chắc ăn là mình cứ thật chứ đừng có quan trọng quá vấn đề thì cũng không có nên ha. Xin đóng góp vậy đó. Thì về cứ về từ đó làm vậy đi thì không có sợ gì, đừng có ta có serious quá cũng không có nên. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ con kính tri ân ngài, nhưng mà con xin hỏi thêm ngài thế này. Con làm xong rồi, con nấu xong rồi đó, thì con đem đi liền, thành thử ra con đi tới tới 2-3 giờ chiều con mới về, thành ra con để lại, con múc con để lại một cái phần để cho gia đình ăn, rồi còn cái phần kia là con đem đi. Thì như vậy con có phải là ăn trước không ngài? Dạ xin ngài nói thêm rõ cái điều này cho con. Con kính cảm ơn ngài. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Chư Tôn này, Gia Kinh Thưa Chư Quý Vị. Một khi mình nó múc ra mình tác ý là để mình dân cúng như tăng thì đâu có đụng vô nữa đâu mà ăn trước ăn sau. Nhưng mà sư nói cái phần nãy sư nói là để cho mình cẩn thận đó, mình đâu phải mình nấu xong mình đi liền đâu. Nhiều khi mình nãy gì đó thì nó nên múc ra để dành riêng với cái tác ý là dân cúng chư tăng. Còn cái phần nào mà mình ăn mình để trong nồi cũng được, để đâu cũng được không sao. Cái phần mà để dành để dân cúng chư tăng đó thì đó là đó là mình nó mới quan trọng, là nó đừng có sợ cái chuyện đó. Nam mô Bích Thầy. Dạ con kính tri ân ngài ạ, con xin tạm mít lại cho đạo tràng. Con thấy câu hỏi của Pháp Diệm Màu ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi của Pháp Diệm Màu. Kính lễ quý chư tôn đức và đạo tràng, kính cư sư, mời cư sĩ, một cư sĩ có thể chứng được quả vị A La Hán không, và nếu chứng được vị đó có phải xuất gia không? Dạ kính cảm ơn ạ. Dạ con kính gửi mít lại cho ngài Liễu Tông ạ. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Gia Kinh Thưa Chư Quý Vị. Chứng quả vị A La Hán đâu ai cấm đâu. Cư sĩ cư ấy mà cũng cấm được, cũng có thể chứng được đó. Nhưng mà đối với cái người mà cái giới mà nó ít hơn 10, nghĩa là giới thật trần sạch đó, thì phải xuất gia, mà gia ngay trong ngày đó. Thành ra cái gì hỏi đó, thời buổi bây giờ không nên đắc cái quả đó nghe, khoan nó đắc chết liền, bởi vì thì phong thầy để cho mình tu không có nhanh, không có kịp đâu. Giờ muốn tu phải tới chỗ nào đó xin họ phải điều tra lý lịch kia trước khi vào tổng tuyên ngôn, nếu mình thành A Lán lắm thôi, nó cả tuần lễ rồi không được đâu. Cái gì mà cư sĩ phàm nhân phàm thông thường mà đắc A quả chứng quả tứ thánh quả tức là qua Lán rồi đó, không thể còn đủ hơi thở cho tới mặt trời mọc đâu. Thành ra hơi nếu mà có nhiều trí tuệ thì khoan nghe trời, khi nào mà tìm được cái chỗ thì tu đàng hoàng về thành cái đất cho nó chắc ăn, chứ còn ở đất quả láng thì không thể sống qua ngày đó. Quý vị muốn biết ngày đó, quý vị coi trong cái câu kinh Phật Cứu, chúng tôi không nhớ cái câu nào nói về tích truyện của bà Khế Ma. Bà Khế Ma tức là hoàng hậu của vua Bình Sa đó. Mà nghe pháp và đắc quả thì đắc quả tư thánh đó.
thì cái ngài vua Bình Sa nói, Đức Phật hỏi vua Bình Sa nên để bà đi hay để bà ở. Vua Bình Sa là bậc sơ quả nên nghe nói vậy biết, thành ra nói để cho bà ở, tức là phải tu. Cái lý do cái là cái sự trong sạch của cái tứ thánh quả đó, thì cái tư thế của phàm nhân không đủ sức để chịu được. Giống như mình để cái món đồ quá nặng lên một cái vật mà nó rất sơ sài thì dĩ nhiên nó phải có chuyện thôi. Vậy đó là lý do tại sao mà đặt tứ thánh quả là phải, một là trong tư thế của người xuất gia, hai là phải niết bàn. Nam mô Bích Thà nhé. Dạ con thấy pháp diện mạo có hỏi lý do tại sao thưa sư. Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Dạ con thấy pháp diện mạo đã kính cảm ơn ạ. Và quý anh chị trong đầu tràng có thắc mắc gì không, giơ tay trực tiếp hỏi ngài hay là đặt câu hỏi ạ. Dạ xin mời quý anh chị. Bạch ngài cho có con một câu hỏi ạ. Ví dụ có một người mà miên man trong cái trạng thái như là thương nhớ hay hận thù gì đó, thì trong cái sự tu tập đó nhiều ngày đó có là một cái trạng thái định không ngài? Và con kính dâng mít đến ngài ạ. Nô Bích Thầy kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, tuy trạng thái định thì cái tâm người đó lúc đó phải trong sạch, phải tỉnh táo cho lắm, cái niệm nó mới mạnh lắm đi chứ làm sao mà giống như người ở trong nhà thương gì ở biên hòa mới ra đâu có được. Thành ra nhiều khi mình nói qua nói chứ cái mình mà chưa chiến thắng được hai cái tâm sở hôn trầm thì thiện mình đã cũng khó mà chứng này chứng nọ rồi, chứ đừng nói tới định gì đó. Nhiều tâm để tâm nó yên trong đối tượng đó đã khó rồi, làm gì là gì, cái tâm nó phải giới, thứ nhất giới phải trong sạch, là giới sạch rồi đó. Vô mình ngồi trên duyên 3 giây rồi cái tâm này mình nó bắt đầu nó kiếm chuyện, cái phiền não vô nó kiếm chuyện, là nghĩ tới cái điều mình làm không có đúng giới hạnh, mình đức hay khuyết hay gì đó âm chùm đó, thì nhiêu đó nội nhiêu đó không, cái tâm nó quay mòng mòng làm cho nó không thể nào mà đi tới đâu đó. Thường thường trong các nơi mình ta cho quý vị hành thiền nó vô là họ bắt họ giữ 8 giới hết á, chứ nghe nằm giới cũng sợ sĩ chưa đủ để làm cho mình cái tâm mình nó có đủ năng lực để nó theo dõi những cái đối tượng mà thiền sư ta cho. Thành ra đa số là không bắt giữ 8 giới hết, thực sự là phải trong sạch để cái định nó mới dễ phát sanh. Bởi vì cái niệm nó phát sanh là cái mà mình cái niệm mà nó không có đủ năng lực thì định trí tuệ nó không thể phát sanh được. Đó là lý do tại sao mình phải trước khi mà vô ra phải, nghĩa là có mười mấy cái điều gọi là bà lý phù khá đó, thì sức là sẽ trở ngại đó, nó rất là nhiều chuyện chứ không phải dễ dàng như mình cứ nghĩ vô rồi cái nhắm mắt miệng kêu tên ông nào rồi cái mình đắc cái đó là không thể cứ có được ha. Thành ra nó không phải dễ đâu. Nam mô Bích Thầy nhé. Sa thúc con kính tri ân ngài ạ. Và con xin đọc câu hỏi của pháp nhiệm màu. Kính thưa sư, loại định thấy ánh sáng ngày cũng như đêm có nghĩa như thế nào? Kính cảm ơn ạ. Và con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bích Thầy gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Rồi là tới cận định rồi. Từ định nó có
Định của thiền chỉ nó có ba loại. Thứ nhất là Bà Đế Cầm Má Sa Ma Thí. Cái thứ hai là Bà Cha Ra Sa Ma Thí. Và cái thứ ba là Bà Na Sa Ma Thí. Thành ra khi mà mình hành đúng mức, đúng ấy, mình có đầy đủ phước báo rồi đó, thì sau khi mà qua cái Bà Đế Cầm Má Sa Ma Thí thì nó có cái đối tượng. Và sau đó cứ khi mà cái năng lực của cái niệm định nó mạnh thì cái loại đó nó gọi là Upahanimitta. Thì Upahanimitta tùy theo, có thể có ánh sáng, có thể cái gì đó, nhiều chuyện như ấy. Nhưng mà nếu là thấy ánh sáng từ ban đầu thì ánh sáng nó bắt đầu nó trong sáng lên, sáng nhỏ nó cho tới khi nào mà nó giữ được cái đó, tức là nó tới cận định đó. Tức là người đã sắp đắc thiền. Nhưng mà những cái đó thì khả năng vô trường thiền hỏi mấy thiền sư. Chúng tôi chỉ nói theo một số cái lời giải thích trong kinh điển mà thôi. Vậy chúng tôi không phải là thiền sư. Anh nói ngồi cái quý vị cái tưởng thiệt là quý vị nói tôi chứng chính cho quý vị đắc là thiền đó. Nằm một cái tài giá. Sa thúc, dạ con kính tri ân sư ạ. À. Dạ con xin đọc câu hỏi của Hoàng Hương 4 ạ. À. Kính bạch ngài, kính ngài dạy về cách đảnh lễ của hàng Phật tử đối với chư tăng cho đúng cách ạ. À. Dạ con kính dân mít đến ngài. Nam mô Bổn Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiện Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Nó tùy theo cái tư thế hay từ cái điều kiện của thời gian không gian lúc đó nữa, mình có thể chấp tay xá không mà thôi, cũng có thể là quỳ xuống đảnh lễ. Thì trong trường hợp quỳ xuống đảnh lễ thì cái thế mà thường đó, quý vị tới chùa nào người ta đều dạy hết á, là gọi là ngũ thể hạ điền hay là ngũ thể đầu địa, banh chân khá bà địch thạ, tức là hai cánh tay, hai chân tính đầu gối ra tới ấy đó. Với cái đầu đó. Năm cái đó phải chạm đất, gọi là ngũ thể đầu địa, banh chân khá bà địch thạ, là cái cách mà đảnh lễ tôn trọng nhất đối với các hàng cư sĩ đối với chư tăng. Thành ra cái đó là phải học ở đây lại mới trúng, mà đàn bà lại khác, ông lại khác, chứ không phải lại nó quý vị nên tới mấy cái chùa nhờ mấy sư chỉ dạy lại cho nó trúng. Đàn bà cách lại khác, ông cách lại khác, nó không có giống nhau. Còn đây mà chúng tôi diễn tả không biết cách nào đi diễn tả cho quý vị hiểu nữa. Nếu quý vị gần chùa thì chúng tôi tới chúng tôi chỉ được, chứ còn cái loại banh chân khá bà địch thạ này đó, nó năm cái phần của cơ thể nó xuống đất, có chỗ dịch là ngũ thể hạ điền, có chỗ dịch là ngũ thể đầu địa. Vô chùa hỏi mấy vị sư vậy nào theo Phật giáo nguyên thủy là phải biết hết á, còn thầy thấy bắt truyền này chúng tôi không biết, lễ cái kiểu nào thì chúng tôi không có rõ. Nhưng bên hệ truyền năm truyền thì có ghi trong kinh điển đàng hoàng, banh chân khá bà địch thạ tức là ngũ thể đầu địa đó. Thì vô chùa nào hỏi với sư ta chỉ cho, nó mô cái thầy á. Dạ con thấy bà Hoàng Phương đã sa thúc con kính tri ân ngài ạ. Dạ quý anh chị trong đạo tràng có câu hỏi gì không ạ? Giơ tay trực tiếp hỏi ngài hay là test chat trên màn hình. Dạ xin mời quý anh chị. Dạ bạch ngài cho con có một câu hỏi ạ. Dạ thí dụ một người tu Phật đó bạch ngài, thí dụ đúng nghĩa thì mình nên sống bình thản hay là mình có cái chủ tâm phát triển về cuộc sống bạch ngài? Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ.
Nam mô Phật thầy, dạ kính bà chư tôn, dạ kính thưa quý vị, nói càng ngày càng nhỏ chúng tôi nghe không có rõ. Nói lặp lại chút đi chứ còn nghe không có rõ. Nhỏ tiếng nhỏ quá mà máy chúng tôi mở lớn rồi nó hú. Chúng tôi mở tối đa rồi, mở lớn chút nó hú. Nam mô Phật thầy, dạ. Dạ thưa con xin. Con mà để gần quá thì máy nghe nó ồ dạ bạch ngài. Con xin đọc câu hỏi của Pháp Nhiệm Màu trước ạ. Dạ kính thưa sư, trong kinh có nhiều bản kinh nói đến tự ngã, như trong các loài có tự ngã. Vua Atula là tối thượng, tự ngã nên hiểu như thế nào? Kính cảm ơn sư ạ. Dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự cái chữ tự ngã đó, đối với cái chữ cái trong kinh mà cái gì mà nói hỏi ra thì chúng tôi phải biết cái chữ đó dùng cái chữ gì, chữ Bali gì. Chứ còn mình dịch ra tiếng Việt nhiều khi mình không có nói cho nó được chính xác. Bởi vì cái chữ ngã này đó, trong hệ Bali có đề cập tới nhưng mà cái nghĩa không có giống như mình nói. Ngã ngã đây không phải là tua tên ta đây hay gì, không phải đâu ha. Thành ra đó là chúng tôi xin nói theo cái ý nghĩa của chữ ngã mà được nói tới trong kinh điển để biết. Còn cái chữ nói trong kinh điển nó từ ngã thì tùy theo mỗi bài kinh để mới thể nói được. Đó, trong kinh điển thường thường có hai danh từ, thường là Atta và Anatta đó. Thì chữ Atta thường mình dịch là ngã. Nhưng mà cái chữ ngã là thường chúng ta hiểu nó không giống như cái lời giải thích trong kinh điển. Trong kinh điển từ ngã đó nó có bốn nghĩa khác nhau. Chữ ngã đó, chữ Atta đó có bốn nghĩa khác nhau. Trong bộ từ điển của Abhidhana đó, từ điển về ngôn ngữ Bali đó, thì có nói là Chitte Kaye Sapawe Cha Sổ Atta Paramatta Ni. Danh từ Atta có bốn ý nghĩa: thân tâm, thực tánh pháp và đại ngã. Thì chữ thân tâm với thực tánh pháp là cái nghĩa được sử dụng trong tâm tạng kinh điển Nguyên Thủy. Và chữ đại ngã đề chỉ cho cái sự ngã chấp của Bà La Môn hay là người ngoại đạo thời đó. Đại ngã tức là Ataman. Thì tại sao có nghĩa tâm cũng gọi là ngã? Chitta, cái chữ Atta mà có nghĩa là tâm á, chúng ta thấy rất nhiều. Thứ nhất, một vài chúng tôi xin dân chứng một vài câu để cho cái gì hỏi nghe. Thứ nhất là chữ Atta Samma Bản Ý Thí. Thì chữ Atta chứ đó nghĩa là tâm, tức là đặt tâm trong thiện pháp. Tức là cái tâm mình lúc đó, cái tâm mình phải là thiện pháp. Hoặc là cái câu mà trong bài kinh hồi nãy cô Meta đọc tới kinh Đại Tâm Từ đó, Sabbe Satta Phawantu Sukhitata. Thì cái chữ Atta cũng có nghĩa là tâm, tức là cầu cho tất cả tâm của chúng sinh thường an lạc. Đó, cái chữ đó là chữ đó. Hoặc là trong kinh Phật Cú có những cái câu mà liên quan đến Atta, chẳng hạn như là Atta Năng Đá Má Danh Tị Bành Ní Ta, tức là bậc thiện trí rèn luyện tâm, chứ không phải là rèn luyện ta, rèn luyện ngã, không phải rèn luyện cái đó là tâm. Đó. Còn chữ ca giá đó, ý chữ tâm có nghĩa là ca giá, có nghĩa là thân thể đó, chữ Atta đó có nghĩa là thân thể đó. Thí dụ như cái câu Atta Hi Atta No Natthi Cụ Tô Vượt Ta Cụ Tô Thâm Măng Cụ Tô Tha Năng. Chính thân này cho ta đã tài ta nói thì chính thân này không phải là nơi nương nhờ của ta.
thì ta cũng mong được nhờ ở con cái là không thể xảy ra được. Chứ Atta đó là thân thể, cái thân này không thể là chỗ nương được. Còn Atta có nghĩa là thực tính pháp đó. Thì quý vị cũng thấy những cái câu giống như Attahi Attano Na Tho, tức là chính thiện pháp là nơi nương nhờ của chính ta, chứ không phải là chính cái ta, cái ngã này, cái tự ngã này là nương nhờ của cái tự ngã thì không có đúng. Attahi Attano Na Tho, chứ Atta đầu đó là thiện pháp. Đó. Thì là thiện pháp chính là nơi nương nhờ của ta, từ chứ ta sao có nghĩa là cái thân này nè. Đó, nơi nương nhờ của ta, thành ra cái đó là chữ Atta nghĩa là thực tính pháp. Các kinh điển chúng ta thấy Atta ta thì chúng ta phải hiểu nó có một trong ba cái nghĩa đó. Còn chữ Anatta thì Anatta nghĩa là gì? Thường mình dịch là vô ngã hay là không ai tự ngã đó. Thì cái dư vô ngã đó nó có bốn cái nghĩa. Nghĩa thứ nhất là Asawatthanatta, tức là Anatta có nghĩa là không chịu theo ý muốn của ai. Cái thứ hai là Asamikattha Anatta, tức là chỉ vô ngã đó, có nghĩa là vô chủ, không ai làm chủ cả. Cái thứ ba là Sunyatattha Anatta, tức là có nghĩa là không, nghĩa là không phải ta, cũng không phải của ta. Đó. Cái nghĩa thứ tư là Attabhatikkebattha, có nghĩa là Anatta nghĩa là phủ nhận cái sự tà kiến chấp theo ngã của nhóm ngoại đạo. Đó là bốn nghĩa, đó là chữ của Anatta. Thành ra khi mình đọc tới đó mình phải hiểu Anatta nó có bốn nghĩa vậy. Còn Atta nó có ba cái nghĩa dựa theo đó, tức là tâm, thân, thân thể và thực tính pháp. Đó. Thành ra trong đó khi nào bài kinh nào mà nói đến tự ngã hay là cái gì đó thì chúng ta phải hiểu nó có một trong ba cái nghĩa đó mà thôi. Còn nếu những bài kinh nào mà chê trách về những cái sự sai lầm của ngoại đạo đó thì chữ ngã đó đó là phải hiểu là bốn đó cái điều kiện kia. Đó. Có cái điều kiện mà định tệ chúng tôi vừa bớt lên đó. Nó vô nghĩa như vậy. Thành ra tùy theo chỗ mà chúng ta giải thích. Nam mô Bích Thà Giá. Dạ sa thúc và dạ, kính tri ân ngài ạ. Dạ thấy pháp nhiệm màu có kính tri ân sư ạ. Dạ quý anh chị trong đạo tràng có đặt câu hỏi gì không ạ? Trực tiếp hỏi ngài hay là các chat trên màn hình cũng được. Dạ kính mời quý anh chị. Dạ con xin nhắc lại câu hỏi hồi nãy ạ. Bạch ngài, thí dụ một người mà tu Phật đúng nghĩa thì nên sống bình thản hay có chủ tâm phát triển về cuộc sống, bạch ngài? Dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Phật Thầy. Dạ kính bạch chư tôn hiền. Dạ kính thưa chư quý vị, tu theo Phật đúng mức là giới phải giữ, định phải hành, tuệ phải tu. Chứ còn cái cuộc sống này là nó theo cái duyên nghiệp, nó là nhân quả liên quan với nhau. Thì giới mình giữ thì quý vị mà giữ giới thì chuyện gì xảy ra, quý vị thọ tam quy ngũ giới rồi đó, thì cái câu kết luận là như thế nào? Tỳ sa ra nê na bần chà sĩ lăng cầm măng xã thúc căn cà tòa bà ma đê na sẩm bà đê thạ sĩ lệ ná sự cái tình danh tỷ, sĩ lệ ná phổ cái sẩm bà tha, sĩ lệ ná ni phụ tình danh tỷ, tạch mã sĩ lăng vi sổ thải dê. Tất cả chúng sanh được sanh về các cõi ăn vui cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh có được tròn đủ tài sản cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh tiến tới sự giải thoát cũng nhờ giữ giới. Bởi các lý do đó, cận sinh nam cận nữ sau khi đã thọ trì tam quy ngũ giới nên cố gắng giữ cho được trong sạch bằng pháp không dễ vui. Đó thì khi mình đúng là dạy chư Phật là vậy đó, là khi mình hành, mình tu là người tu đàng hoàng,
dầu là cận sinh nam cận sinh nữ đi nữa thì không phải giới phải giữ định phải hành tuệ phải tu là như vậy. Nam mô Bích Thầy á. Dạ sa thúc con kính tri ân ngài ạ. Dạ xin mời mấy anh chị trong đạo tràng có câu hỏi gì không ạ? Hay là test chat trên màn hình hay là trực tiếp giơ tay hỏi ngài ạ? Dạ kính mời quý anh chị. Dạ con xin đọc câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Kính tư sư, mong đạt niết bàn có bị kể là tham hay không ạ? Dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Phật Dạ kính bạch chư tôn hiền dạ kính thưa chư quý vị. Nếu mình hành không đúng mà mình mong đạt niết bàn thì cái đó gọi là giới cấm thủ. Tức là tà kiến, giới cấm thủ. Thành ra mình đi không đúng đường mà mình muốn đạt tới cái này đạt cái kia là nó không đúng rồi. Cái đó là không phải là tham, bởi vì nó tham là mình không có làm gì hết mà mình chỉ cầu nguyện để thành. Cầu nguyện để được cái này được cái kia thì hỏi cái đó là gì thì cái đó là tham. Còn mình hành mà mình không đi đúng đường, đúng cái điều lực Phật dạy mà mình nghĩ con đường này đi tới Niết Bàn hay đạt tới cái cảnh giới nào đó thì cái đó là giới cấm thủ. Có hai chuyện như vậy để nói ha. Nam mô Bích Thầy á. Dạ sa thúc kính tri ân ngài ạ. Dạ xin mời quý anh chị có câu hỏi gì không ạ? Test chat trên màn hình hay là trực tiếp hỏi ngài cũng được. Dạ bạch ngài cho con hỏi thí dụ vấn đề mình ăn uống mà có tiết độ đó bạch ngài, nhưng mà có nằm trong cái pháp mà phòng hộ các căn hay là mang ý nghĩa riêng biệt bạch ngài? Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bích Thầy dạ kính bạch chư tôn hiền dạ kính thưa chư vị, hai cái khác nhau chứ, thủ túc lục căn nó khác. Nhưng mà phù thí sản phẩm nhú ta gì tức là tiết độ trong vật thực này nó khác, nó phải hai cái thực hai cũng là thu thúc, nhưng mà cái thu thúc căn giới rồi này kia mỗi cái thu thúc nó có chuyện để nói riêng đó, chứ nó không đi giống nhau, nó không giống nhau. Mỗi cái nhân quả của nó, chứ còn cái nào mình cũng tiếng Việt mình dịch mà không có không chỉ rõ chỗ rồi cái mình dịch mình thường nó giống nhau rồi thì nó mới giống nhau. Ví dụ như chúng tôi nói cái mà thường mình thường hiểu sai nhất là cái chữ sẵn khả rá, tức là mình dịch là hành đó. Cái chữ sẵn khả rá nó có bốn chuyện để nói, rằng ở đây chúng tôi nói cho mình nghe sẵn dịp mở màn những cái sự hiểu biết liên quan tới những số vấn đề mà mình chưa giờ có thể mình hiểu lầm. Là nó có bốn chuyện để nói. Thứ nhất là avicca bạch chay gia sẵn khả ra, thì cái đó là hành đó tức là chỉ cho tâm sở tư không mà thôi. Cái thứ hai là tại vô sẵn khả ra, tức là ba có ba loại hành. Thứ nhất là quá chi sẵn khả ra, tức là khẩu hành, rồi mà cà giá sẵn khả ra, tức là thân hành, rồi tới ý hành là cái khác nhau. Tức thân hành nó là cái chuyện khác, khẩu hành nó là chuyện khác, mà ý hành nó là chuyện khác. Cái nữa tức là nó gọi là gì? Avicca bạch chay gia quá tài gì đó. Đó. Cái thứ ba và cái thứ một cái
trái nữa, thường là mình ít có để bê sập bê sẵn khả ra nó cha đó. Thành là khi mỗi chuyện vậy đó, nó có cái chữ hành, nó có cái nghĩa riêng, cái chi pháp riêng, cái thực tính pháp riêng hết á, chứ nó không có giống nhau một cái gì đó. Thành ra cái đó là một trong những cái rất là khó khăn cho mình, nếu mà mình không biết nó nằm chỗ nào để mình giải thích. Thành ra cái đó quý vị khi nào đụng tới mấy chữ đó nên lưu ý nó nằm chỗ nào. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ sa thúc con kính tri ơn ngài ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi của tu nữ Tệ Duyên. Bạch ngài, tà kiến có 62 tà kiến, trong đó có một là vô hữu kiến. Thứ nhất là vô hữu kiến, thứ hai là vô hạnh kiến, thứ ba là vô nhân kiến. Là thế nào? Kính thỉnh ngài khai thị cho chúng con ạ. Dạ kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy gia kính bạch chư tôn hiền giả, dạ, kính thưa chư quý vị, đã đọc rồi mà sao giờ còn hỏi nữa. Đọc trong đó, trong bài đó thì đọc cái đó là phải người hiểu nói gì, chứ còn bây giờ đọc xong rồi đi hỏi giờ là chết rồi. Thì chưa đã đọc cái đó nó tới nơi tới chốn nữa đó. Thường thường đó, tài kiến này nó chia ra nhiều loại lắm. Chứ nó không có phải là mình nói nha. Nghĩa là ba cái loại tài kiến cố định đó, đã cái loại đó là nguy hiểm nhất. Đó là ba loại tài kiến cố định đó. Mắt thì cả thích thiệt, à kiểu giá thích thiệt, và liên quan đến là mắt thì cả cả cái giá thích thiệt là ba cái loại đó. Tức là nghĩa là nói tổng quát là không có tin bất cứ cái chuyện gì cả, tự nó có, tà kiến là tự nó có chứ không cần nhân viên, không ấy làm hết. Rồi cái vô hành kiến tức là không có ai mà tạo tiết gì ông sùm đó, nó có nhiều cái chuyện gì đó mà mỗi thứ mà nó có những thí dụ khác nhau, nhưng mà hỏi cái đó thì phải coi trong chú giải mới được chứ, cần để cho giải thích nó rõ ràng hơn. Chứ trong 62 loại tà kiến nó có nhiều cái nó giống nhau, nhưng mà thường thường người ta chia ra làm 3-4 nhánh lớn thôi để cho dễ hiểu nha. Chia 3-4 nhánh lớn, ví dụ như bộ phanh tà cập bà thiết thị abaran tà cập đi cả thiết thi này kia ông sùm đó, thành ra tới phải coi trong đó rồi mới rõ, chứ còn hỏi ấy thì chúng tôi chỉ nói sơ sơ thôi, chứ còn muốn nhiều nữa thì bữa nào đây lật chú giải ra giải thích từng cái cho nghe. Nam mô Bụt Thầy. Dạ con thấy con tu nữ Tệ Duyên đã sa thúc kính tri ân ngài ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi của Pháp Nhiệm Màu ạ. Kính thưa sư, sự giải thích cách giải thoát ví móc khá. Thứ nhất là tự mình có sắc thấy các sắc. Thứ hai là tưởng tri nội sắc thấy các ngoại sắc. Thứ ba là chú tâm trên suy tưởng sắc là tịnh. Dạ kính cảm ơn sư ạ. Dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, đó là bác giải thoát, tám giải thoát. Nhưng mà hỏi về thì chúng tôi xin nói về thôi, tức là tất cả cái này nó liên quan tới tám cái thiền, tám cái loại thiền: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sắc giới, rồi nhất thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vô sắc. Thành ra quý vị chịu khó đọc cái đó để hiểu cái cách hành để đắc cái đó. Ví dụ thấy sắc là thấy như thế nào, gọi là thấy sắc mà tưởng nghĩa là biết sắc trong sắc ngoài qua cái tưởng như thế nào, đó là đây là những lời giải thích như vậy đó.
Thì bây giờ muốn giải thích là giải thích, tới sáng chưa xong đó là hỏi gì cho nó đơn giản, hỏi để mình hạ thủ công phu mình hành được, chứ còn hỏi đi cái kiểu này có giải thích xong cũng không có làm ăn gì được ha. Nam mô Bích Thai á. Dạ sa túc kính tri ân ngài ạ. Con xin đọc câu hỏi của La Vi ạ. Xin sư giải thích sự khác nhau giữa hành và hành quẩn. Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bích Thầy gia kính bạch chư tôn hiện giả, kính thưa chư quý vị. Hành thì chúng tôi nói rồi, nãy nó có bốn chuyện để nói, còn hành quẩn này nó là 50 tâm sở. Trừ thọ với tưởng ra thì là hành quẩn là chỉ có 50 tâm sở đó mà thôi. Còn mà ngoài cái khác thì không, cái hành khác thì nó không tiên hoàng tới hành quẩn đó. Hành quẩn là 50 tâm sở, trừ thọ và tưởng, còn lại 50 tâm sở gọi là hành quẩn. Còn những chữ hành khác thì không vờ bà con chuyện nãy chúng tôi nói rồi đó. Chữ hành nó có thể là một tâm sở, mà chữ hành nó cũng có thể là tâm tâm sở với sắc. Mà một chữ hành nó có thể nó có tất cả các chuyện để liên quan tới thực tinh pháp. Hành nãy chúng tôi có giải thích bốn cái loại hành đó. Còn hành quẩn là cái chỉ có 50 tâm sở đó mà thôi. Nam mô Bích Thầy á. Dạ con thấy La Vi đã kính cảm ơn sư ạ. Dạ xin mời quý anh chị có câu hỏi gì không, tách chat trên màn hình hay là trực tiếp hỏi ngài. Dạ con thấy câu hỏi của Hoàng Phương ạ. Dạ con xin đọc. Kính bạch ngài, con thường nghe nói là mình phải lo cho mình trước rồi mới lo cho người khác. Suy nghĩ vậy có đúng không thưa ngài? Dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bích Thầy gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Cái chuyện đó là đúng chứ không có gì sai cả. Để quý vị nào đi đi máy bay à, khi bên mực thì nó bung mấy cái mà ống mà oxygen ra đó, nó bao giờ nó cũng biểu là mình phải chụp vô cái mặt mình trước, chứ rồi mày chụp những người kế bên cạnh hoặc con cái gì ngồi kế bên cạnh đó. Chứ còn nếu không mình lo mình chụp con gái bên cạnh mình xíu trước khi mà mình làm được cái xong cái chuyện mình cứu người ta. Mình muốn cứu người ta mình phải cứu mình trước rồi mới cứu người ta sau, chứ không có gì đó. Đó là đúng là nguyên tắc như vậy đó, chứ không có gì mà sai cả. Thường mình cứ nghĩ là mình ngon lành phải giúp người trước khi giúp mình, chuyện đó là chuyện nó không có đúng. Ngay cái hành cái pháp lễ tâm tự cũng vậy, đầu tiên mình phải rải cho mình, rồi mới rải tới cái người mình thương, rồi mới rải tới người dân, rồi mới rải tới kẻ thù. Chứ còn mình làm trời mình vô mình cứ nghĩ mình rải cho kẻ thù để cho hoài, mình chỉ cần nghĩ tới nó là cái tâm nó là tâm sân, rải tâm sân đúng rồi, rải tâm 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 từ. Thành ra cái chuyện vậy đó, mình trước khi mình giúp đỡ người khác mình phải nhìn lại mình cái đó, mình phải giúp mình chưa, có khả năng giúp mình chưa, mình rồi đi giúp người khác. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ con thấy Hoàng Phương đã sa thúc kính tri ân ngài ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Trong kinh ví dụ con rắn có câu tham ma bí vô bá ha tấp bà bát ê quá á thăm ma, pháp còn phải bỏ đi huống chi là phi pháp. Kính xin sư giảng rõ chỗ này phải hiểu thế nào cho đúng ạ. À, con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bích Thầy giá kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thường thường là phi pháp là phải bỏ là phải chắc rồi, nhưng mà tại sao pháp còn phải bỏ? Tại vì pháp mình nói này rất là rõ ràng là pháp nó có bốn loại. Mình muốn được cái sơ quả đó, tức là sơ đạo đó, tức là pháp sơ đạo sơ quả, thì mình phải bỏ một số chuyện, cả pháp cả thiện pháp lẫn ác pháp,
Nhưng mà ác pháp đây không nói là phi pháp là nên bỏ là chắc rồi. Nhưng mà khi quý vị muốn lên tới tam quả, quý vị cũng phải bỏ. Bỏ cái pháp gì? Nó là thiện pháp cũng phải bỏ. Mà lên cho tới bậc tứ thánh quả thì phải bỏ hết. Tất cả pháp liên quan tới hiệp thế là phải bỏ hết. Bỏ ra mới đi lên được. Ở đây cái thí dụ cái người mà trong kinh có thí dụ cái người mà qua phà làm cái bè cái đi qua rồi cái mình nghĩ cái bè nó có ơn với mình đi ra cũng mang nó theo rồi sao đi xa được. Anh ta bỏ bỏ từ từ thì anh ta mới đi lên được. Thành ra chữ pháp ở đây là những cái pháp không cần thiết phải bỏ, dù là thiện pháp cũng phải bỏ rồi mới đi lên được. Chứ còn nếu không thì mình cứ dính mắc như vậy đó là mình còn chấp ngã vô đó, giống như cái người mà đang chiếc bè rồi đi qua bên kia xong cái đi rồi nghĩ tới ơn của chiếc bè mình cứ mang cái bè lên da mình cứ đi hoài thì làm sao đi được. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ sa thúc kính tri ân ngài ạ. Dạ quý anh chị có câu hỏi gì không ạ? Trực tiếp hỏi ngài hay là test chat trên màn hình ạ? Kính mời quý anh chị. Dạ ngài cho con có một câu hỏi. Thí dụ người đời thường cho là mình dễ kết bạn, mà dễ kết bạn với nhau, nhưng mình có hai cái thái độ là phải chăng không nằm trong cái lời của Phật dạy không bạch ngài? Tại vì mình kết bạn mà dễ dàng quá thì phải gặp bạn xấu đó bạch ngài. Dạ xin ngài giải đáp giùm con ạ. Con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh và Chư Tàu Nghề Gia Kinh Thư Chư Quý Vị. Bạn mà phải suy xét phải có một số cái điều kiện chứ. Đức Phật đâu có dạy mình kết bạn một cách ẩu thả đâu. Phải không? À sẽ với Na Chà Pha La Năng học trong cái room này rồi đó. À sẽ với Na Chà Pha La Năng. Làm thế nào để được gọi là không cần người ác, là một hạt phước lành cao thượng là vậy. Còn mình bà đâu ấy đó thì trước sau cũng dính cháu à. Ngay cả trong room như vậy nó room này lâu lâu có những người mà lên tiếng họ rên rỉ ung sùm cái mà mình click vô cái mình để mình làm từ thiện hay là gì đó là nó giật mình liền. Làm gì phải biết chắc chắn và rõ ràng. Có những cái chuyện mà mình thấy nên làm mà cũng phải suy nghĩ chứ không phải không. Chúng ta nói là suy nghĩ trước khi làm, suy nghĩ trước khi nói, suy nghĩ trước khi suy nghĩ nữa đó. Vậy bởi vì mình chưa làm rồi chứ mình làm rồi là mình là nô lệ của cái việc làm đó liền. Mà thường đó là cái việc làm mà là xấu là mình nô lệ của sự xấu, là cái chuyện đó là càng không nên. Thành nó muốn làm gì cũng phải suy nghĩ. Cái người không có đủ tư cách là bạn như thế nào vậy đó ha. Mà thường thường mà mình vô mình theo Phật pháp mình học, mình không có học cho nó đúng mức đúng cách rồi đó, khi mình làm cái gì nó sai rất là nhiều. Nói cái chuyện mà tụng kinh cầu an cầu siêu này kiếm sùng đó, thường thường là mình làm cái đúng cách, nhưng mà đa số là cũng ít có người chỉ mình. Thành ra thường thường cái người bên mấy xứ theo Phật giáo truyền thống đó, tại sao khi mà chưa tăng phút chút họ có đổ nước hay sao? Thì cái đổ nước á, nó có hai chuyện để mấy lần. Cái thứ nhất là khi nào tụng mà giờ thả đó thì mình đổ nước là thứ nhất. Đổ nước để mình nghĩ tới cái phước mình làm. Rồi mình sẽ hồi hướng như là những cái gì mình sẽ cho ra giống như nước mà đổ. Tức là nó chảy xuống rồi, nó không chảy lên lại cái chỗ mình đổ. Cái thứ hai nó mình đổ nước phần nữa, còn phần nữa đổ khi nào? Khi nào ông sư mà ông tụng Ada Sime, Aka Sime đó, lúc đó nên đổ nước đó lần nữa, đổ cho hết. Và nó đổ lần thứ hai là hồi hướng phước báo. Nó có năm cái hàng người.
mà năm hai người đi tới đi lui trong phải không, năm hàng người đó ada sime akasime nhà tỷ metta sa khá cha mẹ năm hàng người đó. Thì khi cái người chết đó mà họ thiếu phước, họ ở cái cõi họ cần phước đó, họ sẽ nghĩ tới năm cái hàng người đó. Thì trong lúc làm phước mà cái một trong năm cái hàng người ở trong cái chỗ mà đang làm phước đó đủ tư cách để cho cái phước mình cho tới cái người đó, dù mình nói đi đám ma dễ đi, cái người nằm trong hàng đó để họ sanh làm cái chúng sanh cần phước đó, thì những cái người tới dự là một trong năm cái hạng người đó, đó thì có cái phước thì gì đó phước, ví dụ như thọ giới, thọ tâm quy ngũ giới, là tính pháp tiểu pháp gì ông sùm trong cái chỗ đó đó, thì cái người chết đó họ sẽ nghĩ tới một trong năm cái hạng người mà họ từng ấy đó. Thì cái nào trong năm người mà ngồi nghe đó là hồi hướng hút báo thì cái người đó sẽ nhận được, người đã quá giảng nó nhận được. Mà thường thường mình không có biết, mình ngồi mình em re, mà em re thì họ làm sao họ nhận được, mình có phước mình phải cho đó. Nhưng mà lỡ cái người chết cũng là một trong năm cái hàng người ra đã chết, thì cái người mà đang làm cái phước đầu hướng đó thì cũng có khả năng để cho một trong năm cái hàng này đó, họ có thể không phải là thân nhân của mình nha, họ không phải là cha của mình, mẹ của mình đó. Nhưng mà thí dụ họ là cha của người bạn mà mình đi tới mình giữ cái đám ma đó thì mình vẫn có quyền hồi hướng phước báo cho người đó, bởi vì đó ở trong một trong năm hàng người mà chúng tôi nói đó, hoặc ngược lại mình cũng ở trong một trong năm hàng người đó, thành ra phước có thể mình từ người chết nghĩ tới cái người cho, mà người cho không cho thì họ nhận được, mà người cho đáng lẽ phải cho mà cũng không cho thì người chết cũng không nhận được đó. Thành ra đó là những cái mình phải học hiểu để có mình đi vô mấy chỗ đó mình làm cho đúng ha. Đừng có nghĩ rằng ôi ta thân nhân nó của người đó thì thân nhân bạn mình thì bạn mình hồi hướng, chứ mất mới mình phải hồi hướng đó, ta nhớ vậy đó, mình vẫn có khả năng hồi hướng, bởi vì mình là một trong năm cái hàng người mà trong bài kinh đề cập tới ha. Thành ra nhớ cái đó, làm cho nó đúng nè, giúp đỡ nghe là cả người sống người chết được. Chứ còn nếu mình làm đúng mà mình giúp đỡ cũng được cũng như không thôi, bởi vì cái phước của mình không cho không ai lấy đó, nó theo mình như bóng với hình, nhưng mà nó mô cái thai vậy. Dạ sa thúc, con kính tri ân ngài đã giảng giải cho con hiểu rõ. Dạ xin mời quý anh chị trong đạo tràng có câu hỏi gì không ạ? Giơ tay trực tiếp hỏi ngài hay là dạ con xin đọc câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, tâm sở vô tham có đặc tính không bám víu vào hữu phá hóa. Vì vậy vì sao tâm sở vô tham trong tâm quả hiệp thế lại làm được việc tục sinh, tức là bám víu vào một sanh hữu? Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bố Thà Gia, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Chúng tôi không nghe được kể đó, quý vị nào có cái mic lớn xin ấy dùng, tại vì ở ngoài đó họ đang cắt cỏ ồn quá, rồi vì nào có mic lớn chút mà nói cho chúng tôi không nghe được gì hết. Nam mô Bố Thà Gia. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ con kính thay thế cho cô Trần Đạo để đọc câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, tâm sở vô tham có đặc tính không bám víu vào hữu phá hóa. Vậy vì sao tâm sở vô tham trong tâm quả hiệp thế lại làm được việc tục sinh, tức là bám víu vào một sanh hữu? Dạ con kính dâng mít cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Gia, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự nó cái tâm sở vô tham, nếu nó ở trong trường hợp nó không thể bám víu thì nó mới không bám víu.
Còn nó ở trong cái trường hợp nó bám víu, nó vẫn có nhân quả liên quan nhau chứ, chứ đâu phải là không thể bám víu được, không thể bám víu. Nghe tất cả các pháp mà liên quan tới các tâm hiệp thế đều có khả năng bám víu hết á. Kể cả những cái pháp nào mà không có khả năng bám víu, tức là nó phải nằm trong tâm chưa thế, thì nó mới không có ai thôi. Chứ còn nếu mà nó nằm trong tâm hiệp thế, nó vẫn dính vào một số cái chuyện khác. Bởi vì chúng tôi có nhiều lần tôi nói đó, một cái tâm mà nó phát sanh lên đó, nó cần cái nhân quả đó, tức là duyên khởi duyên hệ đó, nó tới một trăm mấy chục loại khác nhau, thì nó tất nhiên nó phải có những cái điều kiện mà không, khi mà người ta nói, người ta không có nói cái những cái điều kiện liên quan tới cái đó, mà chỉ cần nói cái điều kiện liên quan tới cá nhân của cái tâm sở đó mà thôi. Còn khi mình muốn tìm hiểu nó tại sao như vậy thì mình phải dựa vào một số cái điều kiện của những cái tâm sở khác đi theo nó, thì là mình mới hiểu được tại sao nó cũng có những cái chuyện như vậy chứ không phải là không. Thành ra một chỗ này nó có thể nó không có, nhưng chỗ khác nó vẫn có, bởi vì nó liên hệ tới một số cái chuyện khác nữa. Nam Mô Bích Thà Dạ. Dạ alo alo, đậu trà có nghe rõ không ạ? Xin cho biết tín hiệu ạ. Dạ con đã mở micro lớn chút, không biết bạch ngài có nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn chị Mata cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ dạ xin mời quý anh chị trong đạo tràng có câu hỏi gì không ạ? Trực tiếp hỏi ngài hay là test chat trên màn hình ạ? Dạ. Dạ xin mời chị Mata. Dạ con kính đảnh lễ ngài Liệu Tông, kính đảnh lễ ngài Tí Đức. Dạ con có câu hỏi. Dạ có người hỏi con gì chứ, thọ bát treo quan trai giới đó có lợi lạc như thế nào? Thì con sơ cơ cho nên con không có rõ lắm, rồi con chưa có trả lời được. Thành thử ra con xin ngài giảng dạy cho con để con có thể trả lời cho bạn con ạ. Dạ con xin dâng mít đến ngài. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Chư Tôn. Dạ kính thưa chư vị, thọ bát quan mà thuộc loại ubo sa thạ kìa. Bát quan nó có hai loại, giới ubo sa thạ và giới thường, bát quan thường và bát quan ubo sa thạ. Thì tại sao bác quan mà phải bồ tát thà này có lợi ích? Tại vì chúng sanh đó nếu mà giữ đàng hoàng thì được sống một ngày giống như bậc thánh vậy đó, sống trong cái pháp bậc thánh mà, thì mình sống như vậy để mình có cái sự hiểu biết, và mình cảm thấy cái sự an lạc, sự lợi lạc nó phát sanh. Thế còn giới thường thì không thấy chỗ nào nói là tại sao thọ giới mà được sống một ngày ăn lành giống như bậc thánh. Nên đó là những cái chuyện mà mình không có giữ cái giới cho nó đúng mức, thành ra mình không có được hưởng mấy cái đó. Còn do giống như đường này, nhưng mà thường thường đó là cái giới ubo sa thạ đó, thường thường quý vị không giữ trong sạch được, khó lắm. Thời buổi này khó lắm, nên nó thành tám giới thường ở đây chứ nó không có thành giới vô sa thạ. Giới vô sa thạ mấy cái chỗ mà thứ thiệt ở trong rừng, người ta phải ở trong rừng, phải tránh xa để cho mắt tai mũi lưỡi thân đừng tiếp xúc sắc thường gì xúc gì đó, để cho nó ấy, để được hưởng một cái ngày lợi lạc của đời sống của một bậc thánh. Cái sự lợi lạc nó lớn ghê lắm. Đức Phật mới thí dụ vậy, mới ví dụ cho anh biết sống giống như một lành chữ trong thanh tịnh, giống như một bậc thánh vậy đó. Thành ra chứ đâu phải dễ đâu. Nhưng mà thường mình giữ thì giữ tám giới thường nhiều hơn, dầu rằng ngày đó ngày ubo sa thạ, nhưng mà mình vẫn giữ tám giới thường. Bởi vì nó thật sự quý vị đó, quý vị đừng có nghĩ quý vị xin giới là quý vị là người có giới. Khi nào mà cái tác ý mà nó quý giữ giới quý vị không có, là lúc đó kể như quý vị không phải là người giữ giới nữa, chứ đừng nói là có giới.
Virati che ta nang phết cả về chỉ lần qua thả mỹ và cha mỹ cho tật ý mà tránh xa những cái điều đó ta gọi là giới. Thành ra mình muốn được người gọi là người giữ giới đó thì phải giữ luôn luôn trong đầu có cái tật ý là lánh xa. Còn mình thì không có đâu, mình sinh xong ra khỏi chánh điện là cái tâm mình nó quờ quạng rồi nó quờ quạng rồi, nên không được gọi là người giữ giới nữa, chứ đừng nói là được gọi là người có giới, không có đâu. Nên nó khó khăn lắm, luôn luôn là phải có tác ý là không làm việc đó. Đó khi không làm việc đó vậy thì lúc đó mới gọi là người giữ giới. Mà khi đụng chuyện mà mình không có làm hư hỏng những cái chi của cái giới đó thì mới được gọi là người có được một giới đó trong lúc đó. Thành ra giữ giới chưa chắc là người có giới. Mà mình không làm gì hết mà cũng chưa chắc là người giữ giới nữa, cho nên nói. Thành ra cái nhiều người nói là tôi không làm ác, không làm gì đó, có ngày tôi không chửi ai tôi ấy đâu, nhưng mà đâu thể gọi là người có giới được, bởi vì mình không có tác ý tránh xa, tại vì mình ở trong cái điều kiện không làm. Giống như người mà phải nằm trong bệnh viện thở bằng máy bơm oxy cho thở, họ đâu có làm ác làm gì đâu. Không thể gọi là người giữ giới, không thể gọi người có giới được, tại vì cái tác ý giữ giới, tác ý để hành cái điều mà mình đáng lẽ phải hành nó không có. Nhưng mà nó không có thì mình không có dính dấp gì tới chuyện giữ giới hay là có giới cả. Thành ra giới đó là một thành quả giữa pháp học với pháp hành. Pháp học là gì? Cái gì khi mà quý vị vô xin thọ với ông sư con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh, thì quý vị cái pháp học là cái gì? Quý vị học coi cái sát sanh nó có bao nhiêu chi, có bao nhiêu chi biết vậy đó. Nhưng mà khi đụng chuyện rồi đó, mình nhớ tới những cái điều mình thọ trì vậy, mình không làm để cho hư những cái chi đó. Đó gọi là pháp hành. Thành hai cái thành quả đó gọi là người có được một giới sắc xa, không sắc sanh lúc đó. Thì cái đó mới là thành cái giới là thành quả chứ pháp học không hành, chứ không phải là mình vô mình xin cái miệng lúc đó mình mới hứa thôi, chỉ là pháp học thôi. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sắc sanh, mình mới hứa với chư tăng là mình không có làm việc đó. Nhưng mà khi chừng đụng chuyện là mình vẫn bộp nó như thường thì làm sao mình nói pháp hành mình được. Có pháp học mà không hành cũng như không có thành cái quả gì đó. Thành ra có pháp học phải hành đó. Thành ra đây đại số ngày nào cũng vô thọ tam quy ngũ giới, ngày về ngày lễ cũng thọ tam quy bát giới vậy đó. Có biết hết tất cả các chi của những cái giới đó không? Từ bên nào tự hỏi mình đó coi. Có biết hết đâu. Nếu mà không biết là mình xin mình đâu có giữ được. Nam mô Bích Thà Giác. Dạ, con kính cảm ơn sư ạ. Dạ, xin mời mấy anh chị trong đạo tràng có câu hỏi gì không ạ? Dạ, kính mời cô tu nữ Tệ Duyên ạ. Dạ, sa thú, kính cảm ơn chị Trần Đạo. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lãnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính lãnh lễ Ngài Liễu Tông, Ngài Trí Đức, cùng Chư Tôn Đức Tăng hiện diện. Kính lễ với bảo cô tu nữ và kính chào toàn thể quý Phật tử. Dạ, từ trước nay cũng vắng trên râm vì phanh thoát nó trục trặc, thì hôm nay thì nghe được rất là mừng. Dạ, cảm ơn chị Metta đã cho biết nghe rõ. Dạ, cảm ơn sư Trần Đạo. Dạ, sẵn con đọc câu hỏi của
là vì xin sư giải thích sự khác nhau giữa chánh tính sammasattha và tà tính nityasattha. Dạ, con kính dâng bích đến ngài để ngài giải câu hỏi của La Vi. Dạ, con xin xuống mic. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thì cái tên nó đã khác nhau rồi. Thường thường đó, cái tính đó, thì cái tâm sở là một loại tâm sở, nhưng mà tính đó là phải là tính cho đúng, chứ còn tính cái khác mình tính không có đúng, mình không có, nhiều khi mình nói mình có đức tin nhưng thật sự chẳng có tin đó. Mình tin mà sự chuyển ái của Đức Phật, tin về nhân quả, kinh về nghiệp quả, tin này nó bốn năm chuyện nói vậy đó. Còn thường cái tà tính thì nó không có chi pháp, thường là những cái tâm bất thiện mà nó đi chung với một số cái điều kiện mà của tâm sở si với tâm sở sân hận đó, đây nó có cái khuynh hướng là chấp sai chấp bậy gì đó, thì ta gọi là tà tính. Như thật thể tà tính này nó không có chi pháp thật sự riêng của nó, không có chi pháp riêng của nó. Mà nếu mình có cái đức tin, mình không có đức tin, ví dụ như đức tin về cái sự chứng đắc của Đức Phật, tin về nhân quả nghiệp quả, mình không có tin, hay là mình nói không cần thiết, mình tin có ông trời nào không ban cho mình một cái điều kiện vậy đó, mình không làm thiện làm mãi gì mà tới chừng mình sắp ngáp ra, mình rủ, mình kêu tên ông, mình la tên ông dẫn mình về cái cõi nào đó, thì đó là tà tính, là tin tầm bậy. Còn chánh tính này nó có một bốn năm điều kiện mà thôi, hay đó nó khác nhau vậy đó. Chứ còn mà chúng ta chúng sanh thường thường là tin cái không có, nhiều tin cái có, tin có. Bây giờ tin cái không có nó dễ hơn, vì thấy có cái ông nào vỗ ngực xưng tên đó, ta không vào địa ngục ai vào đó. Tin ông đó tức là mình thuộc loại tà tính rồi đó. Bây giờ muốn vào địa ngục dễ mà, ngủ với bất kỳ thì nhân thiên lộ triệt, mặc mớ gì phải đi theo ông đó, mặc mớ gì phải thề hỏi nguyện. Quý vị cái như là ra đường thì cái tàu lao thấy để đồ để đâu cho ông đó này kia ông sùng nè, ô tô mình tích kia, chứ không cần phải không cần hỏi nguyện gì đó. Vậy có nhiều người chúng nhau tin ông trời đó thiệt tình, thấy không? Ngũ giới bất trì thì nhân thiên lộ triệt, không cần có nguyện. Nghĩa là trên đời này không có người nào mà khi mà làm ác rồi đó, ví dụ sát sanh rồi đó, đứng lên chắp tay đưa lên khỏi trán, cho từ sự sát sanh của tôi ngày hôm nay hay là mối duyên lành tôi đi địa ngục không có, chắc là chỉ có ông địa tạng này thôi đó. Không ai nguyện đó. Nhưng mà khi mình làm thiện, mình nguyện quá trời quá đất, vô cúng nãy chuối là nguyện chu sợ đem cái rổ ra bừng không hết. Nhưng mà nguyện đó nó đâu có thành, tại vì lúc đó là nguyện với tâm tham chứ làm sao ấy được. Mình làm ngược chiều thành nó mấy cái mà tào lao đó được gọi là tà tính đó, tin tầm bậy tầm bạ nó mới đưa tới nhân việc đó. Còn chánh tính thì chỉ tin là mình gieo nhân nào là quả đó, thì mình chứ không thể nào mà mình gieo nhân xấu ấy. Nhưng mà thường thường nó mình gieo dân nó không có quả liền, là nên chúng con người ta khoan tin là vậy đó. Dù rằng ông ác cũng đâu có thấy quả liền đâu, nhưng mà vẫn tin, nên tin. Tại chúng sanh cái tâm ác sẵn rồi, tôi nói nhiều lần tâm chúng sanh ác sẵn. Quý vị đi nghe một sự tiếng pháp, quý vị không có để ý nhiều đâu, không có thỏa thích trong cái việc nghe pháp. Chợ thấy hai cô eo eo lại chỉ mặt nhau, mặt mày đỏ gai phùng mang trận mắt chửi nhau đó, quý vị nhớ nghe thỏa thích luôn, nghe xong còn nhớ đó, thấy không? Cái tâm chúng sanh nó luôn nó ác vậy đó, mà theo mình cứ tưởng mình ngon chứ ngon chỗ nào cũng ngon vậy đó. Thành ra như vậy, bởi vậy Đức Phật mới nói là chúng sanh mà đi xuống thì
nhiều như lông bò đi lên, nhiều giống như sừng bò, nhưng mà thời buổi này sừng bò bò có tận có một sừng à, đi lên nó chỉ có một và đi xuống nó quá nhiều đó. Còn được Phật pháp chút ít thì mình ráng học, đừng có dễ vui, dễ vui rồi đi theo cái ông Địa Tạng nó mệt. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thú. Con thấy La Viên đã kính cảm ơn sư. Dạ, bây giờ thì tới con xin hỏi một câu. Dạ, alo, Đạo Tràng có nghe không ạ? Trần Đạo có nghe không? Có nghe âm thanh của Thị Yên không ạ? Dạ, cảm ơn Trần Đạo. Dạ, cảm ơn chị Nga Ta. Dạ, bây giờ tới câu của... Thời câu của ông Hoàng Phương. Xin gác lại, và bây giờ là tự nhiên tranh thủ để tự nhiên hỏi một câu, vì từ hôm trước nay tự nhiên không có vào trong được, cho nên hôm nay xin nhường lại cho tự nhiên hỏi. Dạ, bạch ngài, trong thời Đức Phật á thì có nhiều cư sĩ đắc quả tu đầu quần, giống như là bà Quy Sơ Kha hay là ông Cấp Cô Độc. Thì trong thời Đức Phật á, thì có Đức Phật chứng minh, nhưng thời bây giờ thí dụ như có những người cư sĩ họ tu đắc quả như vậy thì ai chứng minh và làm sao biết được họ chứng đắc tu đầu quần hả ngài? Con có câu hỏi như vậy, con đang thắc mắc thời buổi bây giờ thí dụ như có những người cư sĩ họ tu rất nhiều, con thấy có những người họ tinh tấn lắm, nhưng mà họ đắc thì ai chứng minh, làm sao mà biết được họ đã đắc quả? Dạ, con kính chân mất đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị, họ đắc thì đâu cần ai chứng minh đâu, thì tới lúc mình hành cho đầy đủ mình đắc thì cũng chẳng ai chứng minh. Mình ăn không ngồi rồi mình đi gồng ngó anh ta có đắc hay không chi vậy? Cái người đắc tự họ biết, cái người đắc cao hơn họ hoặc bằng họ thì cũng biết, còn mình là ở dưới thấp là không biết được đó. Thì nhưng mà cái người chắc chắn biết là cái người đắc thì chắc chắn họ biết đó. Không cần ai biết đó. Ví dụ như quý vị có thấy người nào ăn cơm no, ngoài trừ những người ở trong nhà thương Nguyên Hòa thôi, ăn cơm no xong rồi đi hỏi quý vị không biết tôi ăn cơm nãy giờ tôi có no chưa à, chắc chắn không có chuyện đó đâu. Mình cũng chẳng biết ăn cơm no không chuyện ngon chứ, còn mình đi thắc mắc chuyện đó làm gì à, đi thắc mắc những cái chuyện đó đó. Trong kinh gọi là ngồi lê đôi mắt bảo banh trà thăm à, không có nên tốn thì giờ phí vô ích, bởi vì họ đắc hay không đắc chuyện của họ. Mình đụng chí thì thấy mình lo nhìn vô cái nội tâm của mình đó, chứ đừng nhìn ra ngoài làm gì cho mệt, ai làm gì kệ họ. Mình nhìn ra nội tâm ra ngoài thì phiền não nó có cơ hội nó chen vô để nó kiếm chuyện với mình. Nghe người ta là trường não nó kiếm chuyện với mình, chứ không ai kiếm chuyện với mình đó. Mình đừng nghĩ ông A, ông B, ông C gì không kiếm chuyện mình, không phải đâu. Chính những cái phiền não của trong người mình nó kiếm chuyện với mình. Cái đó gọi là phiền não ma đó. Nó vô nó nhát mình hoài, mình cứ tưởng mình ngon, mình không sợ nó, chứ nó nhát mình hoài đó. Cái chuyện là mình nội mình, nó dụ mình để mình ngó ra, coi người đó không biết có đắc hay không mà. Kênh kiểu này kia, sao mình chuyên nâng tôi gì mình. Phải không? Không có xui gì đó đó. Nhưng bây giờ mình ấy đó, chuyện của ông Kinh Mi Lân Đám làm gì kệ, ông đừng có đụng. Tới giờ ông nói cái điều hay đó phải cho mình, thì mình ngờ nghe điều hay đó phải, chứ đừng có nghe ổng. Bởi vì mình nghe ổng trước sau cái tâm mình nó cũng tào lao được theo ổng, đối với ổng nè. Bữa nay mình ổng nói cho mình là hay là đẹp, cái mình nghe cái mình đã quá. Bữa sau ổng buồn ổng nói chơi một câu cái là mình kênh liền cha này trước mặt cơ bộ ra ngoài sau lưng cũng tào lao, thấy không chứ vậy. Đừng bao giờ nhìn ai đó, mình nhìn nội tâm của mình coi,
đối với cái chuyện mà vừa xảy ra, cái tội tâm mình nó có trong sạch hay không, cái phản ứng của tâm mình đối với chuyện nó sẽ xảy ra như thế nào, nó là ác pháp hay thiện pháp, đó là cái chuyện mình nên làm. Còn cái chuyện họ đắc hay không, không ăn thua tới mình đó, cũng giống như cái chuyện mà cái ông A ông B giống trúng số 1 tỷ mấy là chuyện của ổng, mình có lợi ích gì đâu, mình biết không, lẽ mình chạy tới mình xe lô ổng đeo cho mình vài chục à, vô ích mất thì giờ. Người nào đắc thì người đó tự biết, chứ không thể nào không biết. Mà người muốn biết thì mình phải muốn biết họ như thế nào, thì mình phải ráng tu để đắc cao hơn họ. Dù mình đắc được sơ đạo sơ quả rồi mà mình thấy họ chưa phải, hoặc là mình không biết, thì mình ráng đắc tới tứ quả đi coi. Nếu mà cũng không biết nữa chắc là họ chưa đắc rồi, mình cứ lo vậy thôi. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú, sa thú, con kính tri ân ngài. Dạ, alo, alo, đạo tràng có nghe âm thanh của thầy Duyên không ạ? Dạ, bây giờ con xin đọc câu hỏi của Hoàng Phương 4. Kính bạch ngài, con có nghe một vị nói rằng một người sơ cơ khó đi sâu vào thiền nên chú tâm hành thiền, tâm từ thì có lợi lạc hơn. Như vậy có đúng không thưa ngài? Dạ, con kính nhân bích đến ngài. Nam mô Bụt Tha Giá, kính bạch chư tổ mẹ, dạ kính thưa chư vị, cái chuyện này là không đúng rồi. Mình nói sơ cơ mình đi sâu vô thiền khó, mình hành thiền tâm rễ tâm từ nó cũng thiên nan vạn nan, chứ sao mà nói dễ được. Cái người mà hành cái thiền mà tâm từ này là nó không phải nói cho muốn, mà cái tâm từ mà nó có năng lực đó, cái gì đó phải tiến tới cái tình trạng sĩ má sẩm phê thá, tức là nghĩa là triệt đắc thiền đó, chứ không phải là chuyện giỡn chơi đâu, không có giá trị giỡn chơi đó. Bởi vì nói cái chuyện là nãy chúng tôi nói đó, mình hành thiền để từ trên họ trả cho mình, rồi sau đó tới người mình thương, rồi sau tới người dân là mới tới kẻ thù, cho tới khi nào mình nhìn kẻ thù giống như là người, giống như là thân mình á. Trong thanh tịnh đạo có thí dụ trong phòng có 4 người đó. Mình, người mình thương, người dân với kẻ thù của mình. Rồi có cái ông ăn cướp nó vô nói là bây giờ đó mọi người cho tôi 1 người thì tôi sẽ tha lại 3 người kia, còn nếu mà không lựa thì tôi tính chuyện của tôi. Thì bây giờ mình là người rải tâm từ, mình lựa ai thì cái người trong trên tên đạo nói cái người đó hy sinh cái mạng mình để cứu 3 người kia vẫn được gọi chưa có tâm từ. Chứ đừng có nói chuyện bộ dễ à. Thành ra nói cái đó là không đúng rồi. Thiền nó khó, nhưng mà nếu mình có là người tâm nhân và có gặp được bậc thầy thứ thiệt thì mình vẫn có khuynh hướng mình để hành thiền được. Thiền đó thiền gì không cần biết, vẫn có khuynh hướng hành được. Còn nếu mà mình mà không có đầy đủ điều kiện đó, đừng nói rải tâm từ, mình làm cũng không xong. Chứ đừng nói ngàn cái rẻ tâm từ mà cái nguyện cho tất cả chúng sanh ngoại trừ vợ bé của chồng tôi đều được ăn vui thiện như không, còn như người cũng chưa gọi là có tâm từ. Đó, tối ngày cái nguyện cho tất cả chúng sanh trừ cái người đó thôi. Là cái tâm mình nó bây giờ nó không tào lao kiểu đó, thành ra khó hay dễ cố gắng ra tay hạ thủ công phu đi, tới đó thì biết khó hay dễ. Đừng nghe hay cả. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, con thấy Hoàng Phương đã sa thú lành thay kính tri ngài. Dạ, bây giờ con thấy câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, một người không phải là Phật tử có sở hữu sát tha tính hay không? Dạ, con kính nhân mắt đến ngài, xin ngài
Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Họ vẫn có tâm sở tính, chứ tâm sở tính là đi trong cái tâm sở thiện, đại thiện. Với một số cái chuyện khác nữa, nhưng nó tâm sở đại thiện thôi. Bất cứ người nào có một trong tám tâm sở đại thiện thì có điều có khả năng là có tâm sở tính thôi. Thì cái tâm sở tính nó có thể là họ không phải Phật tử, họ không tin Phật, nhưng quá nhất họ có thể là tin được nhân quả. Đó. Làm lành lãnh dữ họ vẫn biết, chứ sao không biết, vẫn có tính đàng hoàng chứ. Vì cái đó là cái tâm sở với sắc nó phát sanh bất cứ lúc nào và bất cứ ai, chứ không phải là gì, phải là Phật tử mới có, không phải Phật tử đâu không có hết á. Nhiều khi đó, cái họ làm thiện pháp, nhưng mà khi có những cái người tâm sở tính, họ tính thứ thiệt á, họ đi qua mấy xứ Phật giáo cái họ tu luôn, chứ còn mình đi qua là đi vòng vòng này đảnh lễ rồi xin xăm rồi về thôi, chứ còn nhiều người đó mới tính thứ thiệt. Còn tâm sở tính của mình là nó lúc có lúc không, lúc nào có tâm đại thiện thì lúc đó nó có, lúc nào không có tâm đại thiện lúc đó nó không có, vậy thôi, chuyện bình thường. Chứ lúc mình có 12 tâm bất thiện mà cái là 12 tâm đó nó hằng ngày nó sanh với mình nhiều hơn là 8 tâm đại thiện thì cái tính mình ít lần vậy chứ, không? Mà thường 12 tâm trên nó sanh với mình thường hơn là 8 tâm dưới. Nam mô Bố Thầy, dạ. Dạ, Đạo Huynh xin thành kính đảnh lễ Sư Liễu Tông, và kính chào Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý anh chị em trong Đạo Tràng, kính chào Huynh Kinh. Dạ, cảm ơn cô Trần Đạo và cô Meta cho biết tín hiệu. Dạ, thì cách đây mấy chục năm về trước, 30 năm về trước, thì con có đọc một cái cuốn sách của Thầy Nhất Hạnh, Thầy Thượng Tọa Nhất Hạnh. À, cái cuốn Nhan Đề mà sau này người ta dịch ra tiếng Việt, có lẽ không biết là thầy viết tiếng Anh trước hay tiếng Việt trước, mà cái tựa đề tiếng Việt là Việt Nam Hoa Sen Trên Biển Lửa. Thì trong đó thì thường thầy Nhất Hạnh có nói về cái phong trào mà đàn áp Phật giáo cách đây hồi năm chắc năm 60-63, trong cái thời Đệ Nhất Cộng Hòa, thưa sư. Thì trong đó thì thầy Thượng Tọa có nói là những cái vụ mà đàn áp Phật giáo, và ngài Thượng Tọa Thích Quang Đức có tự thiêu phần hóa để mà phản đối lại cái sự đàn áp của đệ nhất cộng hòa. Thì thiền sư có nói là trong cái tình trạng mà người ta nhập định như vậy đó, thì cái người tự thiêu không có phản ứng được. Thí dụ như mình phóng tay cái là mình lật đật, mình dãy dụa chẳng hạn, nhưng mà Thượng Tọa Thích Quảng Đức là rất là điềm tĩnh. Thì sau này con có coi lại cái video clip mà tắt, con nghĩ tắt, cứ ai có thể vào coi cái YouTube cũng có thể coi lại cái đoạn video clip đó, là con thấy người ta ẩm ngài Quảng Đức xuống xe, xong rồi người ta tưới xăng lên người của ngài, xong rồi có người bật lửa nữa, rồi nó cháy lên, thành thử con thắc mắc là không biết cái thành là cái việc đó là cái sự tự thiêu do ngài Quảng Đức tự mình tự thiêu hay là bị đốt cháy. Dạ, thì con rất là thắc mắc, bây giờ con xin hỏi ngài Liễu Tông là bây giờ trong cái tình trạng là, thí dụ như bây giờ mình có nên cái hành động mà mình tự thiêu, tự kết liễu như vậy, thì để mà sau này nhìn lại là có phải là cái có một việc có phải là một cái điều chính nghĩa hay không?
Theo đáp hay không, thưa thưa ngài, mà mình có nên tự giết mình để mà mình bảo vệ cho cái chính nghĩa đó hay không? Thì con nghĩ là cái câu hỏi này có tính cách cũng rất là nhạy cảm. Nếu sư vui lòng trả lời thì con rất là cảm ơn và cảm tạ ngài ạ. Một lần nữa con xin dâng bích lại cho ngài. Và con thành thật cảm ơn. Nam mô Bổn Thầy gia kinh bạch chư tổng hiền giả kính thưa chư quý vị. Điều đầu tiên, nếu cái vị tu sĩ đó là tu sĩ tư thiệt, cái chuyện tự thiêu là không đúng, bởi vì Đức Phật không cho việc, không cho làm việc đó. Nhớ ông sư tự tử không có được, anh tự thiêu tự diệt không được đó. Cái thứ hai mình nói là gì chính nghĩa, thật sự cái câu đó thì rất khó trả lời. Bởi vì cái người nó ở cái chỗ đó, nó nói tôi có chính nghĩa, người đó nó ở chỗ đó nó tôi cũng có chính nghĩa. Ví dụ như bây giờ đó, nó thí dụ rất dễ dễ hiện như Venezuela đó, thằng cha nào cũng nói nó có chánh nghĩa, mình ở ngoài mình không có khả năng để mình đánh giá thằng cha nào có chánh nghĩa, thằng cha nào không có chánh nghĩa đó. Thành ra có những cái chuyện mà đúng là tu sĩ không được quyền làm, họ làm vậy tức là chắc chắn là nó không có đúng theo giáo pháp Đức Phật rồi, không có đúng. Là nhớ vào thời xưa đó, đây là lịch sử đàng hoàng đều thời thời Đức Phật còn tại thế đó. Ngay cái dòng họ của cái bộ tộc của ngài đó bị vua Ví Đu Đà Phá đem đi giết đó. Ngài can không được, còn ai chạy được thì chạy, chạy không được thì thôi, chứ họ không chống lại. Nhớ chuyện mà họ chống lại, bởi vì khi mà họ đưa tay đưa cẳng lên họ sợ phạm giới, bởi vì họ đã thọ giới rồi. Thành ra đấy, còn cái này mình làm cái chuyện mà nghĩa là đúng sai chúng tôi không biết, chúng tôi không có bàn. Nhưng mà nói về giới luật đã không đúng rồi, không đúng với giới luật. Còn cái điều kiện thì chúng tôi không có, chúng tôi không có biết cái mấy cái điều đó, không để nữa. Nhưng mà cái chuyện đó, rất nhiều cái chuyện mà khi mà học kinh điển mà nói theo kinh điển đó, cái ông nông tự tiêu hay là ông bị nó đố, cái chuyện đó mình không có bàn, bởi vì mình không thấy không biết. Nhưng mà những người đứng xung quanh mà vô đứng ra mà chấp tay, những người đó đều phạm giới sát sanh đó, nói cho quý vị biết vậy đó, chứ đừng ấy không. Quý vị thấy người ta bị đốt rồi quý vị không cứu, quý vị đứng, quý vị người ta giảng sanh cực lạc à, ý kỳ vậy. Giờ mở miệng ra nói có tâm từ, cái đó là cái điều rất đau lòng. Chúng tôi thấy sơ coi video clip sơ cái tôi cũng thấy rất là đau lòng, khi có một người bị đốt vậy đó, hay là hay tự đốt vậy đó, mà vẫn có những người đứng ngoài để niệm Phật tỉnh bơ, vì họ có phải là người không, những người đứng xung quanh đó. Như vậy tự trả lời câu hỏi thì biết cái đó đúng hay sai sai. Nam mô Bổn Thầy á. Dạ, con thấy đạo huynh đã kính tri cảm ơn rồi ạ. Dạ, quý anh chị trong đạo tràng có câu hỏi gì không ạ? Trực tiếp hỏi ngài hay là tết chat trên màn hình ạ? Dạ, bạch ngài cho con có một câu hỏi ạ. Đức tánh chân thật đó ngài, giống như mình thấy mình làm sao mà nói vậy hay nói sao làm vậy, có liên hệ gì với khả năng giác ngộ sự thật không bạch ngài? Dạ con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Bổn Thầy gia kính bạch chư tôn hiền giả kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó mình nói đức tính chân thật là mình nói theo đời thôi, chứ còn mình nói theo đạo rồi cái giới định tuệ là con đường đi đi tới cái chỗ rốt ráo, còn đường đi tới chỗ ráo là giới định tuệ.
Còn mình ở ngoài mình nói chân thật là mình nói theo đời, thấy người đó ăn hiền ở lành của mình khen người ta, nhưng mà chưa chắc. Bởi con người ta có ba chuyện để quyết định cái người đó xấu tốt là thân khẩu ý. Mà cái ý người ta mình không có biết thì làm sao mình có thể mình nói người ta chân thật cái đàng hoàng được, thấy không? Đó. Nếu mà con người không làm gì mà chân thật đàng hoàng thì có lẽ là không có chuyện đi thọ trì tam quy ngũ giới hay thọ trì tam quy bát giới rồi. Thành ra chúng sanh nó kỳ lắm, thành ra phải có những hàng rào để cho họ bớt làm bậy thôi. Là mình đứng ở trong cái hàng rào đó, mình phải ấy cái đó, tức là cái chuyện mà nói người này chân thật, người kia có đạo đức, cái chuyện đó nói chơi ngoài đời thôi, chơi vui thôi, chứ nó không bao giờ đúng sự thật hết đó. Quý nếu họ là họ mà cái bậc trí mà muốn đắc được đạo cao thượng đó, được pháp cao thượng đó, thì cũng phải vô một cái nề nếp đàng hoàng, có khuôn vô trong cái khuôn đàng hoàng, chứ không thể nào nói ngoài đó đấy, dù rằng họ có là gì đi nữa. Cái người mà trí tuệ nhiều giống như ngài Xả Lì Bồ Tát đó, mà vẫn đi lang thang cũng không thể nào có thể là được cái pháp nào đó. Cho tới khi gặp tới thiệt rồi đó là ngài cũng phải vô cái khuôn khổ đó thôi. Ngài đã muốn đi tới cái nơi nào đó, nó phải có những cái điều kiện để mình đi tới được. Mà có những cái điều kiện mà mình vô mình học cho nó đúng thì mình đi mới tới. Còn nếu mình học chưa đúng nè, nhiều khi nó cái đó chính cái sự học mà thiếu sót nó vẫn làm hại con người đó như thường, chứ không phải không đâu. Thành ra có nhiều người học không tới nơi tới chốn mà tưởng mình hiểu biết đủ sức rồi đó, rồi cái đi ra ngoài rồi còn khuyên người ta là ôi chứ học chứ không cần học nhiều, học sơ sơ đi hành được rồi, xin thưa quý vị ha, cái đó không có trong kinh điển, không có trong kinh điển. Phải học tới nơi tới chốn mà hành chưa thấy gì học, còn ở đâu mà không học. Nếu mà cái pháp học nó không quan trọng đó, xin thưa quý vị đó, với trí tuệ của Đức Phật đó, nhất thiết chủng trí của ngài đó, ngài phải biết. Chứ có lý đâu ngài đi 45 năm trường để thuyết cái 84.000 bài pháp để lại cho chúng sanh đó. Mà nếu nói pháp học không quan trọng chứ ngài ở không đâu mà ngài đi làm cái việc gì không công vậy. Trong vòng 45 năm trường của ngài đó, ngài đi đầu đường xó chợ, đi chân không chân đất, đầu trần không có dù, không có lọng gì hết, đến giảng dạy cho chúng sanh. Mà bây giờ mình người sanh sao đang mượn mình, nó không cần học gì kỳ. Thành ra trước hết nên nhớ công của ngài đó. Nếu mà ngài không có tâm từ, mà ngài không nghĩ tới chúng sanh như chúng mình á, bốn a tăng kiện trăm ngàn đại kiếp về trước, ngài đã đắc đạo quả tứ thánh rồi. Mấy cái vị mà khi mà cái lúc mà trong cái lúc mà được thọ ký đó, nếu mà không nhận cái thọ ký đó mà để quyết định là rời luân hồi là vẫn có thể đắc đạo quả tứ thánh được. Mà ngài đã hy sinh cái phần đó để ngài chịu luân hồi bốn a tăng kiện trăm ngàn đại kiếp, ngài để lại cho mình 84.000 bài pháp mà giờ mình chê lên chê xuống không chịu học, cái đó thì không có nên. Chúng ta phải học học tới nơi tới chốn đàng hoàng, chứ học bơ mớ rồi cái tưởng mình ngon, cái vô ngồi lim dim vài bữa thành thánh, cái đó là mình hại mình chứ không phải hại mình đó. Nam mô Bích Thà giá. Dạ sa thú con kính biết ơn ngài ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Dạ cảm ơn cô tu nữ Tị Duyên cho biết tín hiệu nghe rõ. Kính thưa sư, như lúc này sư giảng, người không phải Phật tử cũng có thể có sở hữu tính sát tha, vậy câu của ngài Bút Thá Vô Xá cho rằng sát tha là niềm tin thiết lập nơi Tam Bảo có bị
thiếu hay không thưa sư, và con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tổ nguyện, dạ kính thưa chư vị, không có gì thiếu cả niềm tin mà thiết lập nơi nơi Tam Bảo là cái niềm tin để mình có thể mình đi lên. Đi lên đâu? Đi lên để chấm dứt luân hồi. Còn cái niềm tin của những người không phải là Phật tử hay là người ở ngoài đó, cái niềm tin đó để giúp cho họ có cái một cái đời sống cho nó phù hợp với cái lẽ đạo theo cái tín ngưỡng mà ấy, để họ có thể đi lên, không phải đi xa bốn đường ác đạo này, nhớ vậy đó. Nếu tin theo tin nhân quả, tin mà biết thiện, biết làm lành, đánh giữ thì vẫn có thể lộ nhân thiên được. Nhưng mà đi xa hơn cái lộ đó thì không được. Xa hơn cái lộ đó đó, cái lộ mà đi để đi ra khỏi luân hồi nó có năm bậc. Bậc đầu tiên là tam quy. Bậc thứ hai là giới. Bậc thứ ba là tùy theo, cư sĩ thì tập thiện, mà nhà sư tu sĩ thì là trụ đông, tu tăng cá đó. Thứ tư là định, và thứ năm là tuệ. Phải có một cái chiều như vậy. Thành ra nếu mình muốn đi xa, thật xa đó, thì cái đức tin nó phải thiết lập nơi Tam Bảo để làm gì? Để tạo một cái nấc thang đầu tiên, tức là tam quy. Phải có tam quy rồi bắt đầu mà đi lên được. Chứ còn nếu mình không có tam quy, mình có đức tin, mình chỉ tin nhân quả, tin làm lành, đánh giữ, tin để không có được đi lên cõi nhân thiên với một ông nào mà mình tin, chứ mà không phải đi xuống địa ngục để đời, thì cái đó họ vẫn được, vẫn lên được như thường gì đâu. Bây giờ mấy trời chư thiên tà kiến nhiều lắm, chứ đâu phải là ông nào không có chánh kiến đâu. Thành ra những cái gì mà có chánh kiến hộ trì giáo pháp là những người đó đã niềm tin được thiết lập nơi Tam Bảo, giống như lời ngài Bồ Tát Gô Sa. Nam mô Bồ Tát giá. Dạ con thấy định tuệ trong thu đã xa thúc kính tri ân ngài ạ. Dạ xin mời quý với anh chị. Dạ con thấy câu hỏi của Hoàng Phương 4 ạ. Kính bạch ngài, trong đạo Phật hay nhắc đến từ dính mắc, làm sao không bị dính mắc trong cuộc sống thưa ngài? Dạ con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tổ nguyện, dạ kính thưa chư quý vị. Đức Phật đã dạy từ bước đầu. Tại sao dạy? Ngài dạy cư sĩ là gì? Buông. Buông bắt đầu từ bố thí. Buông tiếp theo là trì giới. Buông tiếp theo nữa là thiền chỉ. Và buông tiếp theo nữa là thiền tuệ. Đó. Thì mình buông từ từ thì mình không còn sẽ từ từ bớt sẽ dính mắc, không có dính mắc nữa. Buông đầu tiên là bố thí. Bố thí tức là sự cho ra bình thường thôi. Buông cái bậc thứ hai là trì giới. Tức là trì giới là đại thí. Vì nên nhớ trì giới không phải là chuyện nhỏ, trì giới là đại thí. Quý vị được giới thứ nhất là quý vị bố thí gì? Bố thí mạng sống cho người khác. Đó. Quý vị giữ giới thứ hai là bố thí gì? Bố thí cái sự an vui thanh tịnh cho người khác, bởi vì họ đi họ quên đóng cửa, họ quý vị ở gần không sợ. Chứ quý vị không biết buồn bỏ, ngó tới ngó lui là ớn lắm, ta thấy mà ở gần nhà mấy người ta ớn. Giữ giới thứ ba là gì? Bố thí cái gì? Bố thí cái sự trong sạch cho người khác. Trong sạch mà người ta thấy đó, mình không có ngã tới ngã lui với vợ con, bố thí sự trong sạch là trong sạch cái đó. Thế từ từ mình đối vô, mình không nói dối rằng bố thí sự chân thật cho người khác. Còn cái giới thứ năm đó, mình không uống rượu, không dễ vui này kia là mình bố thí cái con đường đưa đến trí tuệ của người khác. Thành ra cái đó là đại thí, tức là buông nhiều hơn bố thí.
Còn khi mình lên cấp nữa, thiền chỉ, mình đã buông nhiều hơn nữa. Những cái gì mà không cần thiết là cái ấy, bởi vì nội cái những cái chuyện mà mình dám mà buông cái thời gian đâu, thời gian mấy ngày để mình vô trong đường thiền để mình ngồi, mình đếm hơi thở 1, 2, 3, 4 là đủ, thứ buông nó buồn dữ lắm cho người buồn hết đâu. Nhưng mà khi mà mình thành thiền, tới một thứ mình thấy danh sắc rồi kể cái mình buông cả cái mạng sống này như chơi. Đó là không còn dính mắc nữa, tức là tập buông lần lần là một cái thời gian. Dạ sa thúc, sa thúc con thấy Hoàng Phương đã kính tri ân ngài ạ. Dạ quý anh chị có câu hỏi gì không ạ? Giơ tay trực tiếp hỏi ngài, còn có 10 phút nữa thôi ạ. Dạ kính mời quý anh chị. Dạ con thấy câu hỏi của La Vi. Thưa sư, một số sách dịch chữ niệm xá tí là nhớ, trí nhớ có hợp lý không ạ? Dạ con kính dâng mic đến ngài. Nam mô Phật Thà, dạ kính bạch chư tôn mày, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự chữ niệm nếu dịch cho đúng tức là biết, biết qua sự quan sát, biết. Thường thường đó là mình nói mình dùng cái chữ niệm hành tứ năm xứ là để mình biết, để thấy, biết, thấy biết. Còn có nhiều chỗ dịch là nhớ rồi ấy, là ta đã nghĩ là mình thật sự chỉ nhớ hay là chỉ có trí nhớ đó. Thường cái chữ đó dùng cho chữ tưởng nhiều hơn, chữ tưởng. Tại vì tưởng là sự biết qua điều kiện, tức là cái mình đã thấy rồi, mình thấy nó qua rồi, tức là nhớ. Nhưng mà trong sách thì cũng để là biết, tưởng tri mà, biết, biết có điều kiện. Còn cái niệm là biết bởi sự quan sát, quan sát nhìn thấy, nhìn biết. Thành ra tùy theo cái chỗ sử dụng của nó, chứ còn mình nói cái đâu không được. Bởi vì cái ngôn ngữ Việt Nam của mình á, nhiều khi mình dịch mình phải cân cả câu mình mới có thể mình biết nó hợp lý hay không hợp lý. Mấy cái chữ như sà tị này đó, mấy cái nước mà theo Phật giáo Đồng Thống họ không có dịch, họ dùng ngay chữ nó, dùng chữ đó họ xài luôn. Quý vị qua Thái quý vị nói sà tị họ biết liền, quý vị qua Miếng Điện nói sà tị họ cũng biết liền, chứ họ không có dịch. Vậy có những chữ Bali mà dịch để làm cho người ta có thể là trục trặc trong vấn cái vấn đề mà hiểu nghĩa hiểu cái này kêu, là thường thường mấy cái nước theo Phật giáo truyền thống là họ không có dịch, họ để nguyên chữ vậy. Rồi ở dưới những cái bài kinh mà có những chữ đó họ footnote vậy, chỗ này đáng lẽ phải dịch là vậy, chỗ này phải như thế vậy, họ footnote đó, chứ họ không có dịch. Thành ra còn thường thường mình dịch biết là mình hiểu sai chứ niệm, niệm tưởng đâu lầm bầm gì đó. Ví dụ như mình nói niệm Phật, tưởng đâu lầm bầm mà Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đó không phải. Đó không phải là niệm. Đó không phải là niệm. Mình cứ hiểu vậy đó, nó lầm bầm là niệm, không phải. Thành ra có những cái cách là tùy theo trường hợp. Chứ còn nếu mình nói là mình dịch cái chữ đó ra như vậy có đúng hay không, ngài không ai dám trả lời đó. Trường hợp lý hay không không ai dám trả lời, bởi vì nó phải có những cái tùy theo trường hợp, bởi vì một số cái ngôn ngữ nó tùy theo cái điều kiện của nó để người ta mới hiểu được, dịch ra nguy hiểm. Nhiều khi hiểu lầm mà cái gì biết, nhiều khi đọc ra cái chữ đó cái người ta hiểu âm nó khác à, tại hiểu lầm nó đưa tới chuyện không hay. Một anh Mỹ với anh Tây vô kêu một ông, một hai ông đều kêu ly cà phê, cà phê, ông thì cà phê, ông thì coffee. Tới chừng nào nó bưng một cái ly cà phê ra nó đưa cho ông Mỹ, thì ông Tây ông chỉ, ông nói phô mì, phô mì. Cái ông Mỹ ông nói not for you, for me, not for you. Cái ông kia dân chỉ, ông nói phô mì, hai ba lần giờ ông Nguyễn tức, ông thôi, ông thầy cái rầm.
ông chạy ra hỏi gì cái ông Tây mới chỉ vô cái chỗ miền kiến, cái con kiến chỗ miền này con kiến, ông nói là phú mi phú mi, chứ từ đâu có nói gì đâu mà ông quýnh tôi, thấy không? Nói cái chữ như vậy không là thấy là quýnh lộn ra được. Tự nhiên thôi con ta, tại vì ông chỉ ông nói cho mình cái điều hay là có con kiến, cái ông kia không cái ông hiểu là phô mi là của tôi là đó, có chuyện liền, anh nói cái dịch nó nguy hiểm lắm, dịch là phản là vậy đó. Trời đi ăn trái đi, nằm mồ với thầy dạ. Dạ, con thấy La Vi đã cảm ơn sư ạ. À. Bây giờ con xin đọc câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Tà niệm mít cha xá tí cũng không có chi pháp, vậy phải hiểu là phải hiểu tà niệm là sao, kính thưa sư? Con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bổn Thầy, dạ, kính bạch chư tôn này, dạ, kính thưa chủ viện. Trong thế giải có giải thích cái chữ tà niệm đó là tâm sở, nó không có tâm sở, nó không có chi pháp thức, nhưng mà họ dùng cái tâm sở tầm tầm trong các tâm bất thiện tầm giữa tầm, tức là tầm nó có ba loại đó, chục tầm, hận tầm với hai tầm đó. Thì cái tà niệm đó là họ dùng cái chữ tâm sở tầm ra trong 12 tâm bất thiện thì chỉ cho cái sự cái thế chữ thế chi pháp cho chữ tà niệm, nhưng mà cái đó chỉ giới hạn trong cái việc đó mà thôi, chứ không có phải chỗ nào cũng là tâm sở tầm. Nam mô Bổn Thầy á. Dạ, con thấy Định Tuệ Song Tu đã xa thúc kính tri ân ngài ạ. À. Dạ, quý anh chị có câu hỏi nào khác nữa không ạ? Dạ, xin mời quý anh chị. Dạ, bạch ngài, con có thêm một câu hỏi nữa. Thí dụ mà người ta hỏi tại sao cái năm trần với năm dục đó thầy, với ngài thường được kể riêng thay vì đủ sáu cảnh. Dạ, con kính dâng mít đến ngài ạ. À. Nam mô Phật thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị, giống như tôi nói nãy đó. Người ta dùng cái chỗ đó với điều kiện đó, chứ không phải ấy, là mình phải biết cái điều kiện mà khi người ta xài cho đó nó đồng trong bài kinh nào để mình mới hiểu nghĩa, rồi biết tại sao người ta dùng năm, có chỗ người ta dùng sáu, thành ra. Nhưng mà nói chung chung á, thì người ta tính tùy theo cái độ mình hiểu biết đó. Ví dụ như hai là danh sắc, mà năm là ngũ uẩn, mà 12 là xứ, 18 là giới, 22 là quyền đại khái vậy đó. Nhưng mà nói một cách tổng quát vậy, nhưng mà khi trong bài kinh đó được thuyết với cái người nào, cái ba mặt coi như thế nào, thì là ngài chỉ dùng vậy thôi. Giống như tứ đế vậy, có chỗ ngài dùng tứ đế, có chỗ ngài không có dùng, nhưng mà mình phải hiểu là ngài nói tứ đế. Ví dụ ngài nói câu từ xưa tới nay ta chỉ dạy cho các ngươi khổ và con đường chấm dứt, dẫn tới sự chấm dứt sự khổ đó, chỉ vậy thôi. Nhưng phải hiểu đó là ngài dạy tứ đế. Thì cái này cũng vậy, phải biết cái chỗ đó nằm chỗ nào. Ừ. Thì mới giải thích được tại sao chỗ đó lại là ngũ quyền mà không là lục quyền, hay là ngũ căn không là lục căn là vậy đó. Chứ không thể nói chung chung được. Nó mọi chỗ nó có cái cách sử dụng cái ngôn từ riêng, tùy theo cái căn cơ của cái vị đó là Đức Phật mới xài vậy thôi. Chứ còn mình nói một cách tổng quát thì mình không thể quyết định được cái chỗ tại sao như vậy được. Nam mô Bổn Thầy, dạ. Kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư. Thầy chúng em xin ở trong đạo tràng, tất cả phước báo phát sanh do sự phát tội trong ngày hôm nay, xin hãy là mối duyên lành để tất cả chư tôn hiền, dạ cùng cần chư nam của xin ở trong đạo tràng này trong sẵn khả gia. Xa thúc chúng con kính tri ân ngài ạ. À. Dạ. Thưa,
thưa ngài, cái đức có trước mong sinh hồi đọc kinh hồi hướng Uttamang quang đề hăng ba đa băng sung và rút tâm ăn bồ tê vô khả lý tô đô sô bồ thô khả ma tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ di trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô phạm đến Phật bảo cúi xin Phật bảo xá cho con. Quang đệ hăng kỳ thô thâm mê đô sô thâm. Con đem hết lòng thành kính đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và con kính dâng mít đến ngài Trí Đức phúc chúc cho đạo tràng chúng con ạ. Con kính dâng mít đến ngài. Pawen sa dute po wantu te po watu sa pamangalang Rakandu sa mbadewa ta sa mbathamay no pawen sa dute po wantu te po watu sa pamangalang Rakandu sa mbadewa ta sa mbasangkahay no pawen sa dute po wantu te takan rukhang to đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lời thường thường đến người. Số hoa tha la thô thú kỳ tố bơ rô nô hô mượn đa sa sa lê a rô vô thú kỳ tố hôi sa ha sắp bê nha kí phi sa tha la tha thú kỳ tha bơ rô nô ha bốn tha sa sa lê Aroga sa hoi sa sa bê nha ti pi te an tha la tha Sukhita vrona bo ta sa sa le aroga sukhita ho ta sa ha sa bê Thị nha ti pi cầu xin cho các thiền tính được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tính cõi bình hoàng được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thúc lành thai. Ya de wa ti vi ha ra wa si ni thu re ga re bo thinh ga re ta hinh ta hinh ta tham ma da ne na pa wan tu bu Sot thinh ca ma cha ít sa ra sắp ba na pu ta su khu ki ta ba văn tu tê cha la pu cha ye pi cha ăn đa sâm ba ba hoa sang se đa cha ta a thao vô pa ba ti ca điệu văn ni căng thâm ma hoa răng pa ti cha tê sắp bê bi đúc khách xa ca rong tu sang khay văn tha tu chỉ răng sát tăng thẩm mô thẩm ma mát tha ra cha bút ga la sẵn khô hô tu sa mắc gô quá át tha giá cha hít ta giá cha âm hê rắc kha tu sắp thẩm mô sắp bê bi thẩm ma cha ri nô Hút thiên sắp ba bu này gia ma thầm ma đi dắp ba quê đi tê
ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong dòng tịnh xá ngự yên hàng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thấp nơi cây bồ đề. Chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thí tiện bề cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng, cửa từ ẩn náo phước hằng hà sa, tỳ khu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tỉnh nữ công phu, đều là thí chủ đồng phù trợ nhân, những người trong khắp thôn lân, kiều khư châu quận được phần an khương, chúng sanh bốn loại không lường, noạn thai thập khóa khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ truyền quanh đọa đài, cầu cho hưng thạnh lâu dài, pháp thiện trí thức các ngài mở mang. Bậc tu xin được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng quả nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì, cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thảy chúng tôi, tấn quả trong pháp Phật rơi giáo truyền. Dạ con đã đọc qua bài mà thỉnh dạ con kính dâng mít lại cho ngài Trí Đức ạ. Dạ đặng ngài đóng rum ạ. Dạ con kính thỉnh ngài. Quý mẹ cả lang u đi ta go và ta sẽ nam rằng đã na đi tam ma uy tín à y ta wa muôn nền đô tam sẽ cha sa pa wa tu te Yeah.
cầu cho hạnh phúc khắp miền nhân gian,
những người hiền trí thiện căn, ngày đêm trì niệm tinh cần kệ ngôn, tám Phật lực diệu pháp môn, tán dương uy đức Thế Tôn đời đời, nhân